Hậu duệ kiếm thần, Diệp Quân. Tập 77. Chém giết lung tung. Nghe đạo cổ thụ nói vậy, vẻ mặt của Thần Kỳ trở nên phức tạp, cô ấy biết người đứng sau Diệp Quân chắc chắn không tầm thường, nhưng không ngờ hai người kia lại mạnh đến mức này. Một mình mở ra một đạo cũng chỉ là chuyện còn con như con kiến. Nó đã hoàn toàn vượt xa khỏi mức độ nhận thức của cô ấy. Đặc biệt là khi cô ấy nhìn thấy người phụ nữ váy trắng dễ dàng giết chết Việt cổ thị chỉ với một nhát kiếm, cô ấy đã lập tức thay đổi nhận thức của mình về cường giả. Cũng trong khoảnh khắc đó, cô ấy cảm thấy rằng mình chỉ là một con kiến bé nhỏ mà thôi. Lúc này, đạo cổ thụ ở bên cạnh nhẹ giọng nói, một nền văn minh đã phát triển hàng trăm triệu năm vừa bị xóa sổ. Vừa nói, cô ấy vừa khẽ lắc đầu, trong mắt lóe lên vẻ phức tạp. Thần Kỳ im lặng không lên tiếng. Quả thật, nền văn minh xâm lâm này đã phát triển ít nhất hàng trăm triệu năm, nhưng chỉ vì chọc phải nền văn minh không nên chọc vào, nên đã bị xóa sổ ngay lập tức. Trong vũ trụ bao la, có quá nhiều điều thần bí, người sẽ không bao giờ biết điều gì sẽ đến trước, tai nạn hay ngày mai. Như nghĩ đến điều gì đó, Thần Kỳ quay đầu nhìn về phía đạo cổ thụ ở bên cạnh, đạo cổ cô nương. Ngươi cảm thấy giữa hai người kia và nền văn minh thiên hành trong truyền thuyết thì ai mạnh hơn? Đạo cổ thụ lắc đầu, không biết, dù sao thực lực của họ đã vượt xa nhận thức của ta. Thần Kỳ khẽ gật đầu, người phụ nữ váy trắng và người đàn ông áo xanh chắc chắn vô cùng kinh khủng, nhưng thực lực của nền văn minh vũ trụ thiên hành cũng đã vượt xa khỏi nhận thức của cô ấy. Có điều, trực giác nói cho cô ấy biết. Người phụ nữ váy trắng và người đàn ông áo xanh kia có lẽ không thua kém gì nền văn minh thiên hành. Thần Kỳ khẽ lắc đầu, không suy nghĩ nữa, cô ấy quay đầu nhìn về phía đạo cổ thụ ở bên cạnh, sau đó nói, đạo cổ cô nương, tiếp theo cô định thế nào? Đạo cổ thụ cười nói, dĩ nhiên là ở lại vũ trụ quan huyên, sao có thể bỏ qua bắp đùi to như vậy chứ? Hai cô gái nhìn nhau cười. Chấm. Ở một tinh vực không xác định. Trong tinh không bao la, một ngọn hải đăng cao vạn trượng yên tĩnh đứng sừng sững, trên đỉnh ngọn hải đăng có một đại điện màu đen. Trong đại điện, một cô gái ngồi ở trung tâm, trên người mặc một bộ váy màu đỏ rủ xuống đất, khuôn mặt xinh đẹp của cô ta lộ ra một nửa. Trên những bức tường xung quanh cô ta có treo vô số màn sáng đặc biệt giống như những tấm gương, bên trong những màn sáng đó là những vũ trụ tinh vực không xác định. Ngay lúc này, cô gái đột nhiên nhìn về phía bên phải. Cô ta phát hiện ra một nền văn minh vũ trụ không xác định ở bên trong màn sáng ở phía bên phải đó. Khi nhìn thấy nền văn minh vũ trụ này, cô gái nhanh chóng thao tác trên bảng điều khiển trước mặt. Ngay sau đó, tọa độ của vũ trụ xuất hiện trên màn sáng. Sau đó cô ta nhấn vào một cái nút màu đỏ ở trước mặt. Phía trên ngọn hải đăng, một ngọn lửa đột nhiên bay vút lên cao, phóng thẳng vào sâu trong tinh không. Trong điện. Vũ trụ bên trong màn sáng đột nhiên bốc cháy. Một nền văn minh mới đã bị xóa sổ. Chẳng mấy chốc, ngọn lửa kia đã xuất hiện trong đại điện, cô gái lấy ra một khối lập phương Rubik thần bí, ngọn lửa khẽ rung lên, hàng trăm triệu chiếc nhẫn không gian nghiêng ra từ ngọn lửa và đổ vào khối lập phương Rubik thần bí. Khi tất cả nhẫn không gian đã được đổ vào khối lập phương Rubik, cô gái cất khối lập phương Rubik, rồi tiếp tục làm việc. Sau khi làm việc một hồi, cô gái nhớ đến điều gì đó, đột nhiên quay đầu nhìn màn sáng ở phía bên phải, nhíu mày, bởi vì cô ta phát hiện ra mình đã mất liên lạc với một ngọn lửa thiên hành. Cô gái thử liên lạc với ngọn lửa thiên hành kia, nhưng không có bất kỳ hồi đáp nào. Trong mắt cô gái lộ ra vẻ nghi hoặc, bởi vì trước đây chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Cô gái thao tác trên bảng điều khiển một lát, vũ trụ bên trong màn sáng bắt đầu thay đổi, chỉ trong chốc lát. Một nền văn minh vũ trụ xuất hiện trong màn sáng. Nền văn minh quan huyên. Cô gái nhìn chằm chằm vào màn sáng, trong mắt hiện lên vẻ nghi ngờ. Bởi vì đây là một nền văn minh cấp rất thấp. Sao ngọn lửa thiên hành lại có thể biến mất không lý do? Sau khi cô gái cau mày suy nghĩ hồi lâu, cô ta nhìn vào cái nút màu đỏ trước mặt, định nhấn một lần nữa để phái ra một ngọn lửa thiên hành khác, nhưng cô ta đã từ bỏ ý định đó ngay lập tức. Cô ta đi tới bên cạnh một bệ đá, trên bệ đá có một ít ký hiệu đặc biệt, cô ta không ngừng thao tác, chẳng mấy chốc, thời không trước mặt cô ta đột nhiên xuất hiện giống như làn sóng rung chuyển. Sau một hồi bận rộn, cũng không có bất kỳ hồi đáp nào. Cô gái nhíu mày, thử lại một lần nữa,
nhưng vẫn không có bất kỳ hồi đáp nào. Không còn cách nào khác, cô gái chỉ có thể từ bỏ. Cô gái trở lại bảng điều khiển, cô ta nhìn vào màn sáng, tay cô ta lại lần nữa đặt lên cái nút màu đỏ. Nhưng sau khi suy nghĩ thật lâu, cuối cùng cô ta không nhấn cái nút màu đỏ đó, mà quyết định tạm thời quan sát nền văn minh vũ trụ thần bí này. Tiếp đó, dưới sự điều khiển của cô ta, một người đàn ông áo đen đen xuất hiện bên trong màn sáng. Lúc này, người đàn ông áo đen đang quan sát ngọn lửa thiên hành trong tay. Khi cô gái nhìn thấy ngọn lửa thiên hành yên lặng treo trên tay người đàn ông áo đen, cô gái đột nhiên trợn tròn hai mắt, trong mắt tràn đầy nghi hoặc và tò mò. Cô ta đứng dậy tiến lại gần màn sáng, sau đó duỗi ra hai ngón tay nhẹ nhàng lướt trên màn sáng, tiếp đó, góc nhìn đã được phóng to. Trong màn sáng, người đàn ông đột nhiên cắn ngón tay của mình, nhỏ một giọt máu vào trong ngọn lửa thiên hành, sau đó hắn nhìn chằm chằm vào ngọn lửa thiên hành kia. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong mắt cô gái hiện lên vẻ nghi ngờ. Sinh linh này đang làm gì vậy? Bên trong màn sáng, người đàn ông nhìn thấy ngọn lửa thiên hành không có bất kỳ phản ứng gì cả, lập tức nhíu mày, lui về phía sau mấy bước, sau đó nói, tháp ra, tại sao ngọn lửa này lại không có phản ứng? Nghe người đàn ông nói vậy, cô gái chớp mắt, bởi vì cô ta nghe không hiểu, dường như nhớ ra gì đó, đột nhiên cô ta vươn một ngón tay chạm nhẹ vào màn sáng. Trong màn sáng, người đàn ông áo đen đột nhiên cau mày, hắn ngẩng đầu nhìn xung quanh, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, bởi vì trong khoảnh khắc vừa rồi, hắn cảm giác như có người gõ nhẹ vào trán của mình. Diệp Quân trầm giọng nói, tháp gia, người có phát hiện ra điều gì bất thường không? Tiếu tháp trầm mặc một lát, sau đó nói, ta chỉ là một cái tháp. Diệp Quân, tiểu tháp đột nhiên nói, người muốn thu phục ngọn lửa thiên hành này sao? Diệp Quân gật đầu, ừ, thu phục. Trong đại điện, cô gái váy đỏ nghe được cuộc trò chuyện của hai người, đột nhiên cảm thấy hơi kinh ngạc, lúc này cô ta đã có thể nghe hiểu lời nói của người đàn ông. Bên trong màn sáng, người đàn ông áo đen quan sát ngọn lửa thiên hành trong tay, sau đó nói, tháp ra, trong ngọn lửa này ẩn chứa năng lượng cực kỳ kinh khủng, nếu ta có thể sử dụng. Tiểu tháp nói, người có liên lạc được với ngọn lửa này không? Diệp Quân lắc đầu, ta đã thử rồi, nhưng không có bất kỳ hồi đáp nào. Tiểu tháp nói, vậy thì không có cách nào cả. Diệp Quân cũng cảm thấy hơi bất đắc dĩ, hắn đã dùng rất nhiều cách, nhưng ngọn lửa thiên hành này đều không có phản ứng. Diệp Quân hơi tức giận. Nhưng ngay sau đó, hắn cau mày, tháp ra, hình như ta đã sai rồi. Tiểu tháp nói, sao lại nói vậy? Diệp Quân quan sát ngọn lửa thiên hành trong tay. Nhẹ giọng nói, cô đưa ngọn lửa này cho ta, hình như mục đích của bà ấy không phải là để cho ta thu phục nó, mà là để cho ta luôn tỉnh táo và kính sợ, tiểu tháp trầm mặc. Diệp Quân tiếp tục nói, chỉ cần ta nhìn ngọn lửa thiên hành này, ta sẽ cảm thấy trong vũ trụ xa xôi không xác định, có một nền văn minh vũ trụ cực kỳ hùng mạnh, mà nền văn minh vũ trụ đó có thể dễ dàng tiêu diệt ta và nền văn minh vũ trụ quan huyên của ta. Ta sẽ không bao giờ có tư cách để kiêu ngạo và tự mãn. Diệp Quân ta chỉ là một hạt bụi trong vũ trụ bao la này, điều ta cần làm là không ngừng nỗ lực, không ngừng tiến bộ. Nói đến đây, hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Lúc này, hắn mới thật sự hiểu ý đồ của cô váy trắng. Không ngừng tu hành, vũ trụ rất lớn, mình rất nhỏ bé, cần phải có lòng kính sợ với vũ trụ này. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên khẽ nói, ta thật không ngờ ngươi có thể nghĩ được như thế nhanh như vậy. Diệp Quân cười nói, tháp ra ngươi đã sớm biết, tại sao không nhắc nhở ta? Tiểu tháp nói, có một số việc, chỉ tự ngươi hiểu ra thì mới là của ngươi, còn người khác nói, đạo lý dù có hay đến mấy thì chưa chắc ngươi đã có thể hiểu. Diệp Quân khẽ gật đầu, ta hiểu rồi. Tiểu tháp nói, tiếp theo định thế nào? Diệp Quân suy nghĩ một lúc rồi nói, bây giờ tọa độ của vũ trụ quan huyên của chúng ta đã bị lộ. Tiếp theo có lẽ phải đối mặt với nhiều nền văn minh khác trong vũ trụ, vì vậy, nhiệm vụ cấp bách nhất là chăm chỉ luyện tập để tăng thực lực của mình, cũng cần phải tăng thực lực của toàn nền văn minh vũ trụ quan huyên. Tiểu tháp nói, vậy ngọn lửa thiên hành này. Diệp Quân nhìn về phía ngọn lửa thiên hành trong tay, cười nói, dĩ nhiên là mang theo bên người rồi, dù sao thì nó cũng không làm ta bị thương. Hắn vừa nói vừa cười, rời khỏi tiểu tháp. Chấm. Trong đại điện ở ngọn hải đăng vũ trụ, hai tay cô gái váy đỏ chống cằm,
trong mắt tràn đầy vẻ nghi ngờ khó hiểu. Bởi vì trong lúc người đàn ông áo đen cầm ngọn lửa ra, cô ta đã thử liên lạc với ngọn lửa thiên hành một lần nữa, nhưng ngọn lửa thiên hành vẫn không có bất cứ hồi đáp nào. Điều này khiến cô ta cảm thấy hơi bối rối. Trước kia chưa bao giờ xảy ra trường hợp như vậy. Ngọn lửa thiên hành giống như bị bắt cóc. Nhưng thanh niên đó rõ ràng rất yếu, thậm chí còn không bằng 1/10.000 sức mạnh của ngọn lửa. Cô gái váy đỏ suy tư hồi lâu, vẫn không có đáp án, có vẻ như nghĩ tới điều gì đó, đột nhiên quay đầu nhìn về phía trên vách tường của đại điện ở xa, nơi đó có treo một cuốn lịch vũ trụ thần bí, khi nhìn thấy những con số ở trên đó, hai mắt cô ta sáng rực, vô cùng vui mừng. Bởi vì đây là kỳ nghỉ. Cứ 100 năm là lại có một kỳ nghỉ. Cô gái lập tức trở lại bảng điều khiển, cô ta nhanh chóng thao tác, sau khi nhìn thấy cỗ máy thần bí tiến vào chế độ tự động, cô ta cười tâu toét. Sau đó nhìn lướt qua những màn sáng dày đặc ở xung quanh, cuối cùng, ánh mắt rơi vào một màn sáng. Bên trong màn sáng là nền văn minh vũ trụ Quan Huyên. Cô gái suy nghĩ hồi lâu, đi đến bên cạnh bệ đá, cầm lên một túi trúc nhỏ, sau đó xoay người rời đi. Sau khi ra khỏi đại điện, phóng tầm mắt ra xa là vũ trụ tinh không vô tận. Sâu thẳm và cô độc. Cô gái vươn vai, sau đó sải bước về phía xa. Nghỉ ngơi thôi. Vô cùng vui vẻ. Cô ta quyết định tự mình đi đến nền văn minh đó để nhìn thử xem, nhân tiện điều tra ngọn lửa thiên hành đã xảy ra vấn đề gì. Chẳng mấy chốc, cô gái đã biến mất ở phía cuối tinh hà. Ngay sau khi cô gái biến mất, một thanh kiếm chậm rãi biến mất phía trên ngọn hải đăng. Kiếm hành đạo. Rừng sâu thần hư. Diệp Quân đứng trên quảng trường, trên đó có rất nhiều người đang bận rộn, người đứng đầu chính là Tiểu Ái. Sau khi nền văn minh xâm lâm bị hủy diệt, Tiểu Ái bắt đầu dẫn người của mình đến đây tiếp tục nghiên cứu trận pháp. Bây giờ mục đích của cô ấy là tiếp nhận kỹ thuật của nền văn minh xâm lâm. Dĩ nhiên đây không phải là việc khó với Tiểu Ái và đoàn đội của cô ấy, hơn nữa bây giờ còn có đạo cổ thụ giúp đỡ. Lúc này Thần Kỳ dẫn theo Minh Quân đi đến. Thần Kỳ bước đến trước mặt Diệp Quân, sau đó đưa một chiếc nhẫn cho Diệp Quân, ta đã sắp xếp xong mọi thứ của nền văn minh xâm lâm, đều ở trong chiếc nhẫn này. Diệp Quân nhìn chiếc nhẫn, sau đó cất đi. Thần Kỳ cười nói, tiếp theo có dự định gì không? Diệp Quân mỉm cười nói, phòng thủ, phát triển. Thần Kỳ lặng thinh. Hiện giờ tọa độ của nền văn minh vũ trụ Quan Huyên đã bị bại lộ trong vũ trụ bao la, chắc chắn sẽ có nền văn minh vũ trụ khác đến gây chuyện với vũ trụ Quan Huyên. Trong đó còn có cả nền văn minh thiên hành trong truyền thuyết. Lửa thiên hành mà nền văn minh thiên minh phái đến hủy diệt vũ trụ Quan Huyên đã bị người phụ nữ váy trắng thu phục, nền văn minh thiên hành sẽ chịu buông tha sao? Có lẽ là không. Nghĩ đến đây, Thần Kỳ thầm thở dài, cô ấy biết mặc dù vũ trụ Quan Huyên đã giải quyết nền văn minh xâm lâm nhưng rắc rối chỉ mới bắt đầu. Diệp Quân bỗng quay sang nhìn Minh Quân ở một bên, nói về nền văn minh Tu La mà các ông gặp thử xem. Minh Quân khẽ gật đầu, bọn ta cũng không biết nhiều về nền văn minh này, chỉ biết họ đến từ một nơi gọi là vũ trụ Tu La, họ có một lực lượng viễn chinh Tu La rất mạnh, chuyên dùng để khám phá và chinh phục vũ trụ. Lúc đầu nền văn minh xâm lâm bọn ta gặp phải một tiểu đội quân viễn chinh của chúng. Nói đến đây ông ta như nhớ lại điều gì, vẻ mặt dần trở nên nghiêm trọng. Diệp Quân nói, các ông đã thất bại à? Minh Quân gật đầu, ừ. Diệp Quân nhìn Minh Quân, vậy tiểu đội đó có bao nhiêu người? Minh Quân do dự một lúc mới nói, chưa đến 100 người. Diệp Quân lặng thinh, 100 người mà đã có thể lật đổ được một nền văn minh xâm lâm. Thần Kỳ bỗng nói, họ là nền văn minh vũ trụ cấp 4 ư. Minh Quân lắc đầu, không phải, sau đó bọn ta điều tra mới biết được thật ra chúng chỉ là nền văn minh vũ trụ cấp 3, chẳng qua chúng thuộc nền văn minh vũ trụ cấp 3 lợi hại nhất. Hơn nữa hiện giờ lại bước vào hàng nền văn minh vũ trụ cấp 4. Cũng bởi vì thế, bọn ta biết mình không phải là đối thủ của chúng nên quyết định trở lại nơi này. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nói đến đây ông ta nhìn Diệp Quân, cảm thấy khá phức tạp, không ngờ sau khi quay lại nơi này còn có một vũ trụ càng biến thái hơn. Mà những quan niệm trước đó, nền văn minh xâm lâm ngay từ đầu đã không xem trọng nền văn minh vũ trụ Quan Huyên, cũng chính vì điều này cuối cùng mới dẫn đến nền văn minh xâm lâm bị hủy diệt.
Diệp Quân bỗng nói, ngoài nền văn minh Tu La, các ông còn từng gặp nền văn minh vũ trụ khác không? Minh Quân lắc đầu, không có, nhưng... Nói đến đây, ông ta muốn nói lại thôi. Diệp Quân nhìn Minh Quân trầm giọng nói, lúc đầu bọn ta muốn bành trướng nên cũng đã thăm dò các nền văn minh vũ trụ, mặc dù không tìm được những nền văn minh vũ trụ nào khác nhưng đã phát hiện ra một di tích nền văn minh thần bí. Ở đó, bọn ta đã thấy 1 triệu bức tượng đá của các chiến binh bí ẩn, vốn dĩ bọn ta muốn tiếp tục tìm kiếm nhưng cuối cùng lại phải dừng lại. Diệp Quân khó hiểu, tại sao? Minh Quân trầm giọng nói, nguy hiểm, lúc đầu một cường giả 10 phần thần tính của gia tộc ta đã ngã xuống ở nơi đó, về sau lão tổ tự mình tiến vào khu vực đó, sau khi ông ta ra khỏi đó đã lập tức hạ lệnh phong tỏa, còn cấm không cho bất cứ ai vào. Di tích nền văn minh. Diệp Quân khẽ nói, vũ trụ này có quá nhiều điều chưa được khám phá. Minh Quân nói, cậu Diệp có muốn đi xem thử không? Diệp Quân nhìn Minh Quân vội vàng nói, ta không có ý gì khác, với thực lực của cậu Diệp, nơi đó dĩ nhiên sẽ không có gì nguy hiểm. Ta thấy cậu Diệp muốn ra sức phát triển nền văn minh Quan Huyên, mà một di tích văn minh rất có ích, nếu di tích văn minh này từng là cấp 4 trở lên, hoặc cấp cao hơn, vậy thì nó sẽ giúp ích rất nhiều cho vũ trụ Quan Huyên, thậm chí có thể nâng cao nền văn minh vũ trụ Quan Huyên lên một tầm cao mới. Nói đến đây, ông ta ngừng một chốc rồi lại nói. Lúc đầu nền văn minh xâm lâm bọn ta cũng vì có cơ duyên nên mới được đà vực dậy như thế. Ngay lúc này đạo cổ thụ bỗng xuất hiện bên cạnh Diệp Quân, cô ấy lạnh lùng nhìn Minh Quân, ánh mắt có thể giết người hệt như dao. Nhìn thấy ánh mắt đạo cổ thụ, Minh Quân biến sắc, không dám nói gì. Ông ta đã biết thân phận của đạo cổ thụ trước mặt này, là cây tổ của nền văn minh xâm lâm lúc trước, nhưng về sau không biết vì sao mà lại khô héo mà chết. Tất nhiên ông ta vẫn có thể đoán được một ít, vì sau khi cây tổ của nền văn minh này khô héo mà chết, thực lực của tổ tiên đã có một bước nhảy vọt về chất. Đạo cổ thụ không ra tay mà quay sang nhìn Diệp Quân, ông ta nói không sai, vài di tích bí ẩn của văn minh quả thật là cơ hội ngàn năm hiếm gặp với các nền văn minh vũ trụ có cấp bậc khá thấp, truyền thừa đơn giản hơn sáng tạo rất nhiều. Diệp Quân nhìn đạo cổ thụ và Minh Quân, cười nói, trong lòng các người, ta rất lợi hại sao? Hai người sửng sốt. Diệp Quân lắc đầu, hắn nhìn Minh Quân, thực lực của ta và tổ tiên của nền văn minh các ông, ai mạnh hơn? Minh Quân do dự, sau đó nói, ngang nhau. Nghe Minh Quân nói thế, đạo cổ thụ và thần kỳ không hẹn mà cùng nhìn ông ta, ngang nhau ư. Mấy lời mất mặt này mà cũng có thể nói được à? Diệp Quân bật cười. Minh Quân lại lặng thinh, ông ta không biết Diệp Quân có thích được nịnh hót hay không. Dù sao cứ nịnh trước rồi tính. Diệp Quân cười nói, từ sau khi ra khỏi nơi đó, tổ tiên nền văn minh các ông đã cấm các ông đi vào đó, chắc là ông ta đã gặp phải thứ gì đáng sợ trong đó, nếu không ông ta không thể từ bỏ một di tích văn minh, đúng chứ? Minh Quân gật đầu, ừ. Nói đến đây, ông ta do dự, sau đó nói, thế nên nếu cậu Diệp muốn đi, tốt nhất nên dẫn theo một người thân. Thần kỳ cười nói, ông không cần phải lấp lửng như vậy, ý ông là muốn Diệp công tử dẫn theo cô hoặc ông nội của ngài ấy đi, đúng chứ? Minh Quân nhìn Diệp Quân, không nói gì. Ông ta không biết nhiều về tính cách của Diệp Quân nên lúc nói chuyện cũng hơi cẩn thận một chút. Đạo cổ thụ trầm giọng nói, nếu dẫn theo cô và ông nội ngươi đi, dĩ nhiên không thành vấn đề. Diệp Quân bỗng nói, ta lại có một ý tưởng mới. Mọi người nhìn Diệp Quân. Diệp Quân nhìn Minh Quân, cười nói, người biết đến di tích văn minh đó không nhiều nhỉ. Minh Quân gật đầu, không nhiều, lúc đầu sau khi bọn ta phát hiện ra đã dùng trận pháp để giấu nó đi. Diệp Quân khẽ gật đầu, ta quyết định công bố di tích văn minh này với bên ngoài. 3 người đều sửng sốt, thần kỳ trầm giọng nói, ngài muốn chuyển rời sự chú ý của một vài vũ trụ văn minh ở bên ngoài. Diệp Quân gật đầu. Vì việc cổ thị mà tọa độ hiện giờ của vũ trụ Quan Huyên đã bị bại lộ, trong tương lai không xa chắc sẽ có một số nền văn minh vũ trụ khác sẽ đến quấy rầy. Mà bây giờ thứ bọn ta thiếu nhất chính là thời gian, thế nên ta quyết định công bố di tích văn minh này ra để các nền văn minh vũ trụ khác đi thăm dò di tích văn minh này, phải nói cho bên ngoài biết, đây là một di tích văn minh vũ trụ cấp 5. Không được. Minh Quân ở một bên trầm giọng nói, cậu Diệp.
nếu ngươi nói là di tích văn minh vũ trụ cấp 5 thì các nền văn minh khác cũng không dám đến thăm dò. Nền văn minh vũ trụ ở cấp bậc này quá mức khủng khiếp, hơn nữa hiện giờ hình như cũng chỉ có một nền văn minh vũ trụ thiên hành là cấp 5, tóm lại, nền văn minh vũ trụ cấp 5 quá mức đáng sợ, nhiều người đều sẽ cảm thấy e sợ, muốn trốn cũng không kịp, chứ đừng nói là chủ động đi thăm dò. Đạo cổ thụ ở bên cạnh cũng khẽ gật đầu, một nền văn minh vũ trụ cấp 5 là sự tồn tại hệt như vị thần trong vũ trụ, đừng nói các nền văn minh vũ trụ khác có tin hay không, cho dù họ tin thì cũng không dám đến thăm dò, vì nền văn minh vũ trụ thế này đã vượt qua nhận thức của phần lớn nền văn minh vũ trụ rồi, bọn họ không dám tiếp xúc nền văn minh vũ trụ này. Thế nên, đề nghị của ta là nói nền văn minh vũ trụ cấp 4 là được. Minh Quân gật đầu, mặc dù nền văn minh cấp 4 cũng đáng sợ nhưng không đáng sợ bằng nền văn minh vũ trụ cấp 5. Diệp Quân khẽ gật đầu, là ta suy nghĩ không chu đáo. Thần Kỳ ở một bên nói, không phải ngài suy nghĩ không toàn vẹn, mà là trong lòng ngài nền văn minh vũ trụ cấp 5 cũng không đáng sợ như thế, đúng chứ? Minh Quân nhìn Diệp Quân, mặc dù ông ta không biết người phụ nữ váy trắng và người đàn ông áo xanh thuộc nền văn minh cấp mấy, nhưng có thể chắc chắn là hơn cấp 3. Còn có đạt đến cấp 5 hay không thì ông ta không tiện nói. Dù sao cũng đã vượt ra khỏi nhận thức của ông ta. Nghe Thần Kỳ nói thế, Diệp Quân lắc đầu khẽ cười, có lẽ nó đúng với cô và ông nội ta, nhưng với ta thì một nền văn minh vũ trụ cấp 3 thôi cũng đã cực kỳ đáng sợ rồi. Trên thực tế, nếu không nhờ cô và ông nội xuất hiện, hắn cũng không thể giải quyết nền văn minh xâm lâm. Hắn vẫn biết rất rõ thực lực của mình. Diệp Quân nhìn Thần Kỳ và Minh Quân, chuyện này giao lại cho hai người xử lý, nghĩ cách để tin tức truyền ra ngoài. Thần Kỳ nói, ngài muốn đi sao? Diệp Quân gật đầu, đi xem thử. Hắn vẫn khá tò mò với di tích văn minh bí ẩn mà Minh Quân nói. Thần Kỳ nói, bao giờ ngài đi? Diệp Quân cười nói, ngay bây giờ. Thần Kỳ sửng sốt, nhanh thế à? Diệp Quân gật đầu, dù sao ta ở đây cũng không giúp được gì nhiều nên ta quyết định đi xem thử trước. Hơn nữa lần này di tích văn minh bại lộ, chắc chắn sẽ có vài nền văn minh vũ trụ chưa được biết đến đây thăm dò nên ta đi chắc hẳn cũng có thể tiếp xúc với một số nền văn minh vũ trụ khác. Nói đến đây hắn nhìn hai người, để đề phòng bất chắc, hai người phải bắt đầu tiết lộ chuyện di tích văn minh vũ trụ đó ngay. Minh Quân gật đầu, nền văn minh xâm lâm có một cách đặc biệt có thể phát tín hiệu đến tận sâu vũ trụ, chuyện này không khó. Diệp Quân khẽ gật đầu, trong thời gian ta không ở đây, các người có bất kỳ vấn đề gì thì có thể liên lạc với ta, nếu không liên lạc được thì tìm Tiểu Ái. Dứt lời, hắn nhìn Tiểu Ái ở đằng xa, Tiểu Ái, khởi động trận pháp. Tiểu Ái gật đầu, ừ. Cô ấy ra lệnh cho mọi người khởi động trận pháp. Chẳng mấy chốc một trận pháp xuất hiện trên đỉnh đầu mọi người. Diệp Quân nhìn Minh Quân lấy một quyển trục ra đưa cho Diệp Quân, đây là địa chỉ của di tích văn minh đó. Diệp Quân nhận lấy quyển trục, sau đó biến thành kiếm quang lao vào trong trận pháp, chẳng mấy chốc trận pháp dịch chuyển khởi động, Diệp Quân biến mất. Chói mắt! Sau khi thấy Diệp Quân biến mất, ánh mắt Thần Kỳ lóe lên vẻ phức tạp, khẽ nói, lần sau gặp lại có lẽ thực lực của ngài ấy sẽ khiến chúng ta bất ngờ. Đạo cổ thụ khẽ gật đầu, thiên phú và khả năng giác ngộ của hắn rất đáng sợ. Thần Kỳ quay đầu lại nhìn đạo cổ thụ, người định phát triển ở vũ trụ quan huyên à? Đạo cổ thụ gật đầu, ừ. Thần Kỳ cười nói, cũng tốt. Bây giờ vũ trụ quan huyên chắc chắn là một nơi cực kỳ an toàn. Đạo cổ thụ hỏi, còn ngươi? Thần Kỳ suy ngẫm rồi nói, trước tiên phải đạt đến 10 phần thần tính, sau đó về nhà một chuyến. Đạo cổ thụ nhìn Thần Kỳ, ngươi chắc chắn muốn tu luyện đến 10 phần thần tính chứ? Thần Kỳ gật đầu, ừ. Đạo cổ thụ trầm giọng nói, ngươi có thiện cảm với Diệp công tử nhỉ? Thần Kỳ sửng sốt. Đạo cổ thụ nhìn Thần Kỳ, hiện giờ ngươi vẫn còn tình cảm, nhưng sau khi ngươi đạt đến 10 phần thần tính, tình cảm này sẽ không còn nữa, ngươi hiểu ý ta chứ? Thần Kỳ mỉm cười nói, ta hiểu. Đạo cổ thụ gật đầu, đạo tâm của ngươi rất kiên định. Thần Kỳ ngẩng đầu lên nhìn trận pháp đang dần biến mất trên bầu trời, khẽ nói, đạo cổ cô nương, ta đúng là có chút tình cảm với Diệp công tử, nhưng cũng chỉ là thiện cảm thôi, ngài ấy không nghĩ tiếp đến việc xảy ra chút gì đó, ta cũng vậy, thế nên bọn ta sẽ là bạn. Còn chuyện tình yêu hay gì đó,
có thực sự quan trọng với chúng ta không? Đạo cổ thụ lắc đầu, chẳng quan trọng gì cả. Dứt lời, cô ấy ngừng một chốc, sau đó lại nói, có lẽ sẽ rất quan trọng với một số người, còn quan trọng hơn cả tính mạng của mình. Thần kỳ lặng thinh. Đạo cổ thụ lại nói, con đường võ đạo là con đường cô độc, cảm giác cô đơn đó không phải là sự cô đơn nhất thời mà là mãi mãi, thần kỳ cô nương, người phải chuẩn bị cho thật kỹ. Dứt lời, cô ấy xoay người rời đi. Thần kỳ đứng đó im lặng hồi lâu, sau đó nở nụ cười rồi xoay người rời đi. Minh Quân ở bên cạnh lắc đầu, ông ta sống lâu nên cũng chẳng có cảm xúc gì với cái gọi là tình cảm này, đây cũng là nguyên nhân ông ta không hề tức giận khi nền văn minh xâm lâm bị hủy diệt. Chỉ cần bản thân mình còn sống thì không bị thiệt. Mọi thứ đều vô cùng nhỏ bé ở trước mặt đại đạo. Những người trong thế tục như vậy chỉ cần có thể kiếm được món hời thì cũng có thể sẵn sàng bán thân chứ đừng nói là lễ nghi liêm sỉ. Tiền chính là đại đạo trong lòng những người bình thường. Trong đường hầm thời không, Diệp Quân nhìn bức tường ánh sáng xung quanh, rơi vào trầm tư. Hắn nhận ra đường hầm thời không ở đây khác biệt rất nhiều với đường hầm thời không trước đó, điểm khác biệt lớn nhất là tốc độ lưu chuyển thời gian. Thời gian ở đây khác với thời gian ở bên ngoài. Đường hầm thời không đặc biệt này có điểm tương tự với thời không trong tiểu tháp, dĩ nhiên thời không ở đây không bằng thời không trong tiểu tháp. Thời gian. Diệp Quân bỗng nghĩ đến Việt cổ thị trước kia, mỗi lần đối phương ra tay, hắn đều cảm nhận được sức mạnh của thời gian, nhưng còn chưa kịp cảm nhận được rõ thì đối phương đã bị cô giết chết. Diệp Quân khẽ nói, tháp ra, tiếp theo ta phải nghiên cứu thật kỹ con đường thời gian này. Tiểu tháp nói, thời gian chắc là con đường chính mà ngươi phải đi tiếp theo đó. Diệp Quân gật đầu, hắn ngẩng đầu lên nhìn phía đằng xa, không có điểm cuối, bây giờ hắn đang xuyên qua tinh vực vũ trụ. Tiểu tháp bỗng nói, sau khi ngươi tu luyện thần tính, có chỗ nào không hợp không? Diệp Quân im lặng một lúc mới lắc đầu, không có cảm giác gì đặc biệt. Tiểu tháp trầm giọng nói, vậy tức là thần tính của ngươi vẫn chưa thuần khiết. Diệp Quân khẽ gật đầu, ta vừa bước vào cảnh giới thần đạo, bây giờ vẫn chưa hiểu quá nhiều về cảnh giới này, nhất là thần tính. Tiểu tháp nói, không vội, cứ từ từ. Diệp Quân gật đầu, như nghĩ đến điều gì, hắn xòe tay ra, một quyển trục xuất hiện trong tay hắn. Kiếm quyển tinh hà. Khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn nuôi dưỡng kiếm quyển tinh hà này bằng kiếm ý của mình, cộng thêm trước khi Tiểu Bạch vẫn còn ở đây, Tiểu Bạch cũng đã nâng cấp kiếm quyển tinh hà này. Thế nên bây giờ cấp độ của kiếm quyển tinh hà đã tăng lên rất nhiều. Do đó, giờ hắn khá tò mò về uy lực của kiếm quyển tinh hà. Ngoài kiếm quyển tinh hà, khoảng thời gian này ngày nào hắn cũng tu luyện riêng chỉ nhất kiếm của mình, đây là kiếm kỹ cốt yếu của mình, dĩ nhiên hắn sẽ không từ bỏ. Sau khi đạt đến cảnh giới thần đạo, thực lực của hắn đều được tăng lên rất nhiều. Tiếc là vẫn chưa có cơ hội đánh một trận cho ra trò. Dù sao hắn bế quan ra, cô và ông nội đã xuất hiện, họ vừa xuất hiện thì đâu có cơ hội cho hắn thể hiện nữa. Ngay lúc này bỗng có một cánh cửa ánh sáng xuất hiện ở đằng xa. Diệp Quân ngừng suy nghĩ, sau đó khá ngạc nhiên nói, đến rồi sao? Vừa dứt lời cả người hắn đi vào trong cánh cửa ánh sáng đó với tốc độ cực nhanh. Thoáng chốc Diệp Quân chỉ cảm thấy rất chói mắt, cơ thể mình giống như bị nghiền nát. Hắn cảm thấy sợ vội phóng kiếm ý của mình ra bảo vệ cơ thể. Cứ như vậy kéo dài không biết trong bao lâu, Diệp Quân cảm thấy mình dừng lại, hắn chậm rãi mở mắt ra, đập vào mắt là một tinh vực không biết tên, xung quanh là những sao trời sáng chói, còn có các tòa nhà cao tầng sừng sững. Diệp Quân ra sức lắc đầu, cảm giác nặng nề trong đầu bỗng chốc biến mất, hắn quay đầu nhìn xung quanh, lúc này hắn đang ở một tinh vực không biết tên. Từng tòa nhà cao lầu đại điện lơ lửng xung quanh hắn. Nền văn minh xâm lâm. Nơi này chính là di tích của nền văn minh xâm lâm. Ngay lúc này một người đàn ông bỗng xuất hiện trước mặt Diệp Quân, ông ta tỏ ra hơi đề phòng nhìn Diệp Quân, ngươi là ai? Diệp Quân nhìn người đàn ông, sau đó nói, ông là người của nền văn minh xâm lâm à? Người đàn ông nhìn Diệp Quân, ngươi là ai? Sao lại đến đây từ trận pháp dịch chuyển của bọn ta? Diệp Quân ngẫm nghĩ, sau đó nói, ta là người của nền văn minh xâm lâm. Người đàn ông sửng sốt, ngươi, người của mình. Diệp Quân gật đầu, ừ. Người đàn ông vội nói, lần này người đến là có chỉ thị gì à?
có phải chúng ta có thể quay về không? Diệp Quân nhìn người đàn ông trước mặt, hắn thấy cảnh giới của người này không cao, chỉ mới ở cảnh giới nhân đạo. Ngoài người đàn ông ra, hắn còn cảm nhận được rất nhiều khí tức, nhưng đều rất yếu. Những thứ này đều là những thứ nền văn minh xâm lâm để lại ở đây. Nhìn người đàn ông mặt đầy vẻ chờ mong, Diệp Quân hơi tò mò, các người không muốn ở lại đây sao? Người đàn ông lập tức lắc đầu, nơi này quá nguy hiểm, vì người của nền văn minh Tu La người sẽ đến bất cứ lúc nào, sở dĩ bọn ta ở lại đây là vì khắc phục hậu quả, mà hiện giờ bọn ta cũng đã xử lý xong rồi, bọn ta đã liên lạc với bên đó nhưng không nhận được phản hồi. Hóa ra là thế. Diệp Quân khẽ gật đầu, các ông đều có thể quay về. Người đàn ông mừng rỡ nói, thật sao? Diệp Quân gật đầu. Người đàn ông vội xoay người chạy đến tòa nhà, không lâu sau người đàn ông dẫn hàng chục ngàn người xuất hiện trước mặt Diệp Quân. Gương mặt ai nấy cũng hiện lên vẻ phấn khích. Cuối cùng cũng có thể quay về. Diệp Quân nhìn những người đó, so với những người nền văn minh xâm lâm đã trở về thì thực lực của những người này yếu hơn rất nhiều, có thể nói những người trước mặt này là người ở tầng đáy của nền văn minh xâm lâm. Thấy thế Diệp Quân thầm cảm khái. Hễ xảy ra chiến tranh hoặc có tai họa, người đầu tiên bị bỏ rơi luôn là người ở tầng đáy. Diệp Quân ngưng suy nghĩ, lập tức liên lạc với Tiểu Ái, bảo Tiểu Ái khởi động lại trận pháp ở bên đó. Thấy trận pháp được khởi động, những người nền văn minh xâm lâm đó đều vui mừng reo hò, có người còn ôm nhau khóc. Họ vốn dĩ đã không còn hy vọng nữa. Dù sao cũng đều là người trưởng thành rồi. Họ biết rõ lúc đám người nguyên tổ bỏ đi để họ lại nơi này đã xem như không có ý định dẫn họ đi. Thế nên khoảng thời gian này họ đều cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Cũng may trong khoảng thời gian này, người của nền văn minh Tu La chưa đến, nếu không mọi người đều đã chết rồi. Diệp Quân nhìn người đàn ông đứng đâu, sau khi về thì đi tìm Minh Quân, ông ta sẽ sắp xếp cho mọi người. Người đàn ông cung kính nói, đã rõ. Diệp Quân gật đầu, đi đi. Người đàn ông lại cung kính chào Diệp Quân, sau đó dẫn người của nền văn minh xâm lâm liên tục bước vào trận pháp dịch chuyển. Sau khi bước vào trận pháp dịch chuyển, người đàn ông dẫn đầu như thoát được khỏi gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Một ông lão bên cạnh ông ta trầm giọng nói, trưởng lão Cổ Dã, ông sao thế? Người đàn ông tên Cổ Dã quay sang nhìn, sau đó trầm giọng nói, hắn không phải là người của nền văn minh xâm lâm. Ông lão sửng sốt. Cổ Dã khẽ nói, mấy người quay về đó có lẽ đã xảy ra chuyện. Ông lão ngạc nhiên, chuyện này. Cổ Dã lắc đầu, cho dù thế nào, hình như hắn không có ý thù địch với chúng ta, thế nên cứ về trước xem thử. Sau khi mọi người rời đi, Diệp Quân lấy bản đồ mà Minh Quân đưa cho, vừa mở quyển trục ra, nó đã biến thành ánh sáng vàng đi vào giữa trán Diệp Quân. Sau đó một cảnh tượng xuất hiện trong đầu Diệp Quân. Một lúc sau, Diệp Quân mở mắt ra, hắn quay đầu lại nhìn, vừa định đi thì ngay lúc này tinh hà ở đằng xa bỗng rung chuyển. Diệp Quân xoay người nhìn lại, ở tận cuối tầm nhìn hàng trăm kỵ binh bay trên không trung lao đến, người dẫn đầu là một cô gái mặc chiến giáp màu đen, cô ta đội mũ giáp màu sẫm, trên mũ giáp có gắn ba chiếc lông vũ màu đỏ rực, dưới mũ là hàng lông mày kiếm mắt sao, đôi mắt sắc bén, ánh mắt lạnh lùng. Hàng trăm kỵ binh lao đến. Tinh không rung chuyển dữ dội như xảy ra động đất. Mặc dù cách nhau mấy chục vạn trượng nhưng Diệp Quân lại cảm nhận được một uy lực ngút trời khủng khiếp, uy lực này đè lên người hắn khiến hắn cảm thấy nghẹt thở như có hàng triệu ngọn núi đè xuống. Diệp Quân xòe tay ra, kiếm ý lao ra, sau khi kiếm ý xuất hiện, uy lực trên người hắn mới giảm đi nhiều. Diệp Quân nhìn nhóm kỵ binh đó, hắn biết đám kỵ binh trước mặt này có lẽ thuộc nền văn minh Tu La trong truyền thuyết. Phải nói là rất mạnh. Thủ lĩnh kỵ binh dẫn đầu mặc dù chỉ là cường giả chín phần thần tính, nhưng lại là cường giả chín phần thần tính mạnh nhất mà hắn từng gặp cho đến nay. Đội kỵ binh càng lúc càng đến gần Diệp Quân, nhưng chúng cũng không có ý định dừng lại, lao về phía Diệp Quân cứ như thác lũ. Diệp Quân nhìn cô gái kỵ binh dẫn đầu đó, không hề động đậy. Hai người nhìn nhau, đều rất bình tĩnh. Lúc này Tiểu Tháp bỗng nhắc, Nhị Nha không có ở đây. Diệp Quân lập tức run rẩy, lui về phía bên phải cả ngàn trượng. Đàn ông mà, có thể giãn có thể cong, tại sao phải tranh giành chứ? Nhìn thấy Diệp Quân đột nhiên lui ra xa cả nghìn trượng, cô gái dẫn đầu đoàn kỵ binh liếc nhìn hắn từ xa,
sau đó dẫn theo một đoàn kỵ binh gào thét chạy thẳng về phía tòa đại điện cao lớn ở xa. Tinh hà rung chuyển, giống như động đất, thanh thế kinh người. Diệp Quân quan sát đoàn kỵ binh, trong lòng cảm thấy hơi khiếp sợ. Thực lực của đám cười này vô cùng khủng khiếp, đặc biệt là cô gái dẫn đầu, mặc dù chỉ là cường giả cảnh giới 9 phần thần tính, nhưng khí tức lại vô cùng mạnh mẽ, ý chí chiến đấu áp đảo người khác. Trên người cô ta tỏa ra cảm giác áp bức, không thua gì cường giả cảnh giới 10 phần thần tính. Không chỉ vậy, những người phía sau cô gái đều hừng hực tinh thần chiến đấu, trông giống như người đã trải qua hàng vạn trận chiến. Những người trước mắt đều đi ra từ chết chóc. Nhưng lúc này, đám kỵ binh phía xa đột nhiên dừng lại, cô gái dẫn đầu cau mày nhìn lướt qua những tòa đại điện cao lớn. Như nghĩ đến điều gì đó, cô gái đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Quân ở xa, Diệp Quân xoay người hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở phía cuối tinh hà. Bây giờ hắn đã không còn là thiếu niên khờ khạo như xưa nữa. Nếu đánh lại thì có thể thử liều xem. Còn đánh không lại thì phải dứt khoát bỏ chạy. Việc khó càng phải tránh xa, nếu không, đánh không lại còn muốn đánh nhau, cuối cùng người nhà lại phải đi chùi mông. Nên kinh sợ thì phải kinh sợ. Thấy Diệp Quân bỏ chạy, cô gái dẫn đầu sững sờ, cảm thấy hơi bất ngờ. Một kỵ sĩ bên cạnh cô ta trầm giọng nói, Bàn Nguyệt thống lĩnh, có đuổi theo không? Cô gái nhìn về phía cuối tinh hà, bình tĩnh nói, một người cảnh giới thần đạo cũng chỉ như con kiến mà thôi, đuổi theo làm gì? Kỵ sĩ kia khẽ gật đầu, lui sang một bên. Bàn thống lĩnh đột nhiên mở lòng bàn tay ra, trong tay cô ta xuất hiện một quyển trục, cô ta mở quyển trục ra xem, thật lâu sau, cô ta nhíu mày, di tích của nền văn minh cấp 4. Vừa nói, cô ta vừa thu hồi quyển trục lại, đi thôi. Ngay sau đó, một đám người lao về phía xa. Lúc này, bàn thống lĩnh đột nhiên vung tay lên, trong nháy mắt, tinh vực sau lưng cô ta lập tức bị tiêu diệt. Bên kia, Diệp Quân dừng lại. Hắn quay đầu nhìn, thấy đối phương không đuổi theo, mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói, tháp ra, nền văn minh Tu La kia không đơn giản. Tiểu tháp nói, ồ, Diệp Quân chớp mắt, ngươi không cảm thấy rất lợi hại sao? Sau một hồi im lặng, tiểu tháp nói, đừng nói về những thứ này nữa, làm những gì nên làm đi. Diệp Quân. Một lát sau, Diệp Quân ngự kiếm bay lên, hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở phía cuối tinh hà. Khoảng một lúc lâu sau, Diệp Quân đi đến một tinh vực tĩnh mịch, ở trước mặt hắn mấy trăm mét, có một tinh cầu màu đỏ trôi nổi lơ lửng, xung quanh nơ tinh cầu tối đen như mực, giống như vực sâu, khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi. Tàn tích nền văn minh thần bí. Diệp Quân liếc nhìn xung quanh, bốn phía yên tĩnh chết chóc, trong lòng dấy lên cảm giác bất an. Diệp Quân mở lòng bàn tay ra, kiếm thanh huyên xuất hiện trong tay hắn. Tiểu tháp nói, cẩn thận. Diệp Quân khẽ gật đầu, hắn đi về phía tinh cầu màu đỏ ở xa, nhưng chưa đi được bao lâu, một sức mạnh thần bí đã ngăn hắn lại. Diệp Quân biết đây là cấm chế do nền văn minh xâm lâm để lại, bởi vì trong quyển trục mà quân minh đã đưa cho hắn có nhắc tới. Diệp Quân cầm kiếm thanh huyền trong tay, nhẹ nhàng đâm về phía trước, trong chốc lát, trước mặt hắn giống như có gì đó nứt ra, ngay sau đó, xung quanh không ngừng vang lên tiếng răng rắc. Diệp Quân nhìn xung quanh, cơ thể rung chuyển, hóa thành một đạo kiếm quang biến mất cách đó không xa. Khi Diệp Quân bước lên tinh cầu màu đỏ, hắn đột nhiên cau mày lại, bởi vì nỗi bất an trong lòng hắn càng lúc càng mãnh liệt. Cảm giác nguy hiểm. Diệp Quân nhìn xung quanh, sau đó nói, tháp ra, nếu lát nữa có nguy hiểm thì nhớ nhắc nhở. Tiểu tháp nói, được. Diệp Quân bình tĩnh lại, sau đó cầm kiếm đi về phía xa. Chưa đi được bao lâu, xa xa xuất hiện một cột đá cao chọc trời, cột đá cao mấy vạn trượng, đâm sâu vào trong những lớp mây trắng. Sau cột đá là một ngọn núi, trên vách núi là một pho tượng mặt quỷ có hai cái răng nanh của pho tượng này dài trăm vạn trượng, hai mắt lồi ra, có sáu cánh tay, hung thần ác nghiệt. Khi Diệp Quân nhìn vào pho tượng mặt quỷ, trái tim của hắn đột nhiên nhảy dựng lên, giống như bị thứ gì đó bắt lấy. Diệp Quân thầm kinh hãi, liên tiếp lùi về sau mấy bước, hắn nhìn pho tượng, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng hốt, cũng chỉ là một pho tượng mà lại có thể khiến hắn cảm thấy khiếp đảm. Đây rốt cuộc là gì vậy? Diệp Quân siết chặt hai nắm đấm, lúc này, kiếm ý không ngừng phóng ra từ trên người hắn,
nhưng cảm giác kia vẫn không hề biến mất. Diệp Quân chậm rãi nhắm mắt, cố gắng để tĩnh tâm. Ngay lúc này, sau lưng Diệp Quân đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Diệp Quân xoay người nhìn, có một cô gái từ xa bước tới, cô gái mặc váy đỏ, tóc che nửa khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy được nửa khuôn mặt, trên hông đeo một túi trúc nhỏ. Nhìn thấy cô gái, Diệp Quân nhất thời trở nên phòng bị. Cô gái nhìn Diệp Quân, chớp mắt, không nói lời nào. Diệp Quân hơi do dự, sau đó nói, xưng hô với cô nương thế nào. Cô gái giơ một ngón tay lên. Diệp Quân hơi nghi ngờ, nhất. Cô gái chớp mắt nhìn, sau đó nói, nhất niệm. Giọng nói nhẹ nhàng như nước. Nhất niệm. Diệp Quân hơi do dự, sau đó nói, cô cũng đến đây để khám phá nền văn minh à. Nhất niệm gật đầu. Diệp Quân cười nói, thật trùng hợp, ta cũng vậy. Nhất niệm mím môi cười, một bên mắt biến thành vầng trăng khuyết. Tuy rằng thoạt nhìn đối phương có vẻ vô hại, nhưng Diệp Quân cũng không buông lỏng cảnh giác, dù sao người có thể xuất hiện ở nơi này chắc chắn không phải người bình thường. Diệp Quân lại hỏi, nhất niệm cô nương, cô từ đâu tới? Nhất niệm chớp mắt, không nói lời nào. Diệp Quân cười khẩy, là ta đã mạo muội rồi. Hắn đột nhiên nhận ra, nơi này không phải vũ trụ quan huyên, hỏi lai lịch của đối phương ở đây đúng là hơi mạo muội. Dù sao, có một vài nền văn minh rất hiếu chiến. Đúng lúc này, ở phía xa đột nhiên có một luồng ánh sáng trắng chiếu xuống, Diệp Quân và Nhất Niệm nhìn về phía đó. Luồng ánh sáng trắng tản đi, một người đàn ông áo đen chậm rãi bước ra, sau lưng đeo một thanh đao lớn, khí tức mạnh mẽ, khí thế áp bức. Sau khi người đàn ông mang đao bước ra, trước tiên gã liếc nhìn về phía Diệp Quân và cô gái váy đỏ, sau đó, gã nhíu mày nói gì đó, nhưng cả Diệp Quân và cô gái đều nghe không hiểu. Dù sao bọn họ đều thuộc về các nền văn minh khác nhau, nên ngữ âm cũng không phổ biến. Đương nhiên, đây chắc chắn là chuyện nhỏ đối với cường giả có cấp độ như bọn họ. Diệp Quân mở lòng bàn tay, người đàn ông mang đao cũng nhìn Diệp Quân, sau đó đưa tay phải ra, tiếp đó. Ngữ âm và chữ viết của hai bên đều tràn vào trong đầu mỗi người. Lúc này, người đàn ông mang đao lại nói, cảnh giới của các ngươi thấp như vậy à? Diệp Quân nhìn Nhất Niệm ở bên cạnh, hắn phát hiện, cảnh giới của Nhất Niệm cũng giống hắn, cũng chỉ vừa mới tới cảnh giới thần đạo. Diệp Quân quan sát Nhất Niệm, sau đó nói, cô cũng chỉ là cường giả cảnh giới thần đạo thôi à? Hắn biết, cảnh giới của hắn đúng là hơi thấp. Mà người có thể đến được đây thì cảnh giới thần đạo chắc chắn là chưa đủ. Ví dụ như người đàn ông mang đao ở bên cạnh hắn là một vị cường giả tám phần thần tính đỉnh cao. Nếu hắn không có kiếm thanh huyên thì đúng là không thể đến được đây. Nhất niệm khẽ gật đầu, không nói lời nào. Sắc mặt Diệp Quân hơi kỳ quái. Lúc này, ở thời không cách đó không xa cũng đột nhiên chấn động, một người đàn ông áo trắng bước ra từ trong không trung. Trong tay người đàn ông áo trắng cầm một cây trường thương, tay trái chắp sau lưng, từ trên người y tỏa ra thương ý và cường thế vô cùng hùng mạnh, khiến khắp thời không chấn động. Sau khi người đàn ông áo trắng bước ra, mắt liếc nhìn ba người Diệp Quân ở trong quảng trường, miệng lẩm bẩm nói gì đó. Diệp Quân không ngừng lắc đầu, bởi vì hắn hoàn toàn nghe không hiểu. Lúc này, người đàn ông mang đao đột nhiên rút trường đao ở sau lưng ra chém về phía người đàn ông áo trắng. Với nhát chém này, một luồng đao khí lập tức xuyên qua không trung, thời không xung quanh kịch liệt chấn động, từng làn sóng xung kích ập đến như thác lũ. Diệp Quân khẽ nhíu mày, hắn vội vàng xuất kiếm ý của mình để ngăn ở trước mặt, hắn cũng không quan tâm đến Nhất Niệm ở bên cạnh, đùa à, đối phương có thể đến nơi này, sao có thể là người bình thường chứ? Nhưng sau đó, hắn kinh ngạc sững sờ. Chỉ thấy Nhất Niệm bị làn sóng xung kích đánh bay ra ngoài. Cuối cùng nặng nề rơi xuống mặt đất cách đó hàng nghìn trượng, còn lăn mấy vòng trên mặt đất. Mẹ kiếp! Thấy cảnh tượng này, Diệp Quân nhất thời ngây ngốc tại chỗ, cô nương này yếu như vậy sao? Không suy nghĩ nhiều nữa, Diệp Quân xuất hiện trước mặt Nhất Niệm, hắn đỡ Nhất Niệm dậy, Nhất Niệm ôm đầu lắc lắc một hồi, cứ như đầu bị đụng đến mức bất tỉnh. Diệp Quân hơi do dự, sau đó lấy ra một viên đan dược đưa cho Nhất Niệm. Nhất Niệm chớp mắt nhìn. Cũng không từ chối, cầm viên đan dược lên uống, một lúc sau, sắc mặt mới hồng hào lại. Diệp Quân đang định lên tiếng, ngay lúc này, một sức mạnh khủng khiếp từ làn sóng xung kích truyền đến từ phía xa.
Luồng sức mạnh của làn sóng xung kích bỗng truyền đến trước mặt hai người, nhất niệm chớp mắt, sau đó tay phải đột nhiên ấn một dấu tay thần bí. Nhưng lúc này, Diệp Quân đột nhiên ôm lấy eo của cô ta, cơ thể rung chuyển, lui về phía sau cả ngàn trượng, đồng thời, kiếm ý vô địch của hắn hóa thành một tấm khiên chắn ở trước mặt, ngăn cản sức mạnh của làn sóng xung kích. Diệp Quân buông nhất niệm xuống, sau đó nhìn về phía người đàn ông mang đao và người đàn ông áo trắng ở phía xa kia, lúc này hai người vẫn đang đánh nhau kịch liệt. Diệp Quân hơi cạn lợi, hai vị huynh đệ này thật nóng nảy, một lời không hợp là lập tức ra tay. Như nghĩ đến điều gì đó, Diệp Quân quay đầu nhìn về phía nhất niệm ở bên cạnh, cô thật sự chỉ là cường giả cảnh giới thần đạo thôi sao? Nhất niệm chớp mắt nhìn, sau đó gật đầu. Diệp Quân khẽ nhíu mày, cô chỉ là cảnh giới thần đạo, sao lại dám tới nơi này? Nhất niệm nhìn Diệp Quân, không nói gì. Diệp Quân nghiêm túc nói, cô nên nói thật cho ta, cô có phải là giả heo ăn thịt hổ không? Trên mặt nhất niệm hiện lên vẻ mờ mịt. Hiển nhiên là không hiểu ý của Diệp Quân. Diệp Quân cẩn thận quan sát nhất niệm, đối phương quả thật chỉ là cường giả cảnh giới thần đạo. Mặc dù hắn cũng là cường giả cảnh giới thần đạo, nhưng chiến lực của hắn không thua gì cường giả chín phần thần tính, còn chiến lực của cô nương ở trước mặt này trông có vẻ thật sự là hơi yếu. Không bình thường. Diệp Quân suy nghĩ một lát, sau đó nói, thôi vậy. Cô cứ đi với ta trước đã. Nếu không ngại, cô cứ gọi ta là ca ca. Diệp Quân ca ca, dù sao ta cũng không có muội muội. Mặc kệ có phải đại lão hay không, trước tiên cứ xác định quan hệ đã rồi nói sau. Khi đã ra khỏi nhà thì phải có mối quan hệ tốt. Tiểu tháp. Diệp Quân ca ca. Nghe Diệp Quân nói thế, nhất niệm không nói gì chỉ chớp mắt. Nhất thời không biết nên đối phó thế nào. Thấy nhất niệm không lên tiếng, Diệp Quân cười nói, cô không nói, ta sẽ xem như là ngầm đồng ý đấy. Nhất niệm. Lúc này, hai người cùng nhìn về phía bên phải, cách đó cả ngàn trượng, người đàn ông áo trắng và người đàn ông mang đao đang đánh nhau càng lúc càng kịch liệt, từng luồng xung kích sức mạnh đáng sợ không ngừng chấn động ra xung quanh, uy lực thật đáng sợ. Diệp Quân nhìn xung quanh, hơi nhíu mày. Vì hắn nhận thấy sức mạnh của hai người chưa thể phá vỡ thời không nơi này. Không chỉ thế, từng luồng sức mạnh của hai người lúc sắp chạm đến cột đá và tượng mặt quỷ kia đều sẽ biến mất. Quá kỳ lạ. Diệp Quân xòe tay ra, cẩn thận cảm nhận thời không nơi này, chẳng mấy chốc, hắn phát hiện mật độ thời không nơi này hơn hẳn thời không bên ngoài. Nếu mật độ thời không bên ngoài là một tờ giấy, vậy thì mật độ thời không ở đây là một bức tường thành dày. Nơi này rất không tầm thường. Như nghĩ đến điều gì, Diệp Quân quay đầu nhìn về gương mặt nhăn nhó trên vách núi ở đằng xa đó, khi nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó đó, hắn không khỏi run rẩy, cả người cảm thấy ớn lạnh. Đáng sợ thật. Diệp Quân thu lại ánh nhìn, thầm có sự đề phòng với nơi này. Mặc dù trong tay có kiếm Thanh Huyên nhưng hắn biết rõ hắn không thể phát huy hết toàn bộ sức mạnh kiếm Thanh Huyên, thế nên nếu gặp cường giả 10 phần thần tính đỉnh cấp, khả năng thắng của hắn không cao. Thế nên vẫn phải khiêm tốn cẩn thận. Nhất niệm nhìn gương mặt nhăn nhó đó, vẻ mặt vẫn còn rất bình tĩnh. Bụp! Đúng lúc này, người đàn ông áo trắng và người đàn ông mang đao ở phía xa đột nhiên tách ra, trước mặt hai người là thương đao cuồng bạo, mặc dù không thể phá vỡ thời không nhưng cũng chấn động khiến thời không xung quanh méo mó. Lần này sau khi dừng lại, hai người không đánh tiếp nữa. Vì họ phát hiện Diệp Quân đã dẫn theo nhất niệm đi về phía xa rồi. Dĩ nhiên Diệp Quân không có hứng thú ở lại xem họ đánh nhau. Bây giờ hắn cực kỳ tò mò với nền văn minh chưa được biết đến này, vì hắn có thể xác định đây ít nhất là di tích văn minh cấp 4. Di tích văn minh là gì? Tức là nền văn minh đã đi vào quên lãng. Thế nên mặc dù hắn vẫn có chút đề phòng nhưng không sợ nhiều đến thế. Như nghĩ đến điều gì? Diệp Quân bỗng quay đầu lại nhìn nhất niệm đi theo bên cạnh, cười nói, đã từng khám phá di tích văn minh chưa? Nhất niệm khẽ lắc đầu. Diệp Quân cười nói, không sao, cô đi theo ta là được. Nhất niệm nhìn Diệp Quân khẽ gật đầu. Diệp Quân nói tiếp, thăm dò bí cảnh này thì phải có phương pháp, theo kinh nghiệm trước đây của ta, sở dĩ di tích văn minh như vậy tồn tại là vì ba điều sau. Một là đang chờ người có duyên truyền đến truyền lại nền văn minh của mình. Hai là vì lòng tham, muốn đợi người có tài năng yêu nghiệt đến tranh đoạt, sống lại một đời, ba là.
Nói đến đây hắn ngừng lại một chốc, sau đó nói, thứ ba là họ bị phong ấn, đang đợi đến một ngày được giải bỏ phong ấn. Nhất Niệm nhìn Diệp Quân, chớp mắt, cảm thấy có hứng thú nhưng không nói gì. Diệp Quân cười nói, cô biết bí quyết tiến vào di tích này không? Nhất Niệm lắc đầu. Diệp Quân nghiêm túc nói, thứ nhất, nhất định phải lịch sự, cường giả cấp bậc này thường ghét những người cực kỳ ngông cuồng, thế nên chúng ta phải cố gắng khiêm tốn một chút. Dứt lời, hắn nhìn gương mặt nhăn nhó đó, sau đó nói, nào, chúng ta hành lễ trước. Hắn hơi cúi người xuống, tỏ vẻ cung kính. Đến đây là để cầu lợi, nếu đã cầu lợi thì dĩ nhiên phải có thái độ cung kính một chút, trước mặc kệ cái khác có tác dụng hay không, dù sao cũng không thiệt. Nhất Niệm nhìn gương mặt nhăn nhó đó, không hành lễ. Diệp Quân quay sang nhìn Nhất Niệm, cũng không miễn cưỡng, cười nói, cô lần đầu đi ra ngoài sao? Nhất Niệm gật đầu. Trước khi ra ngoài, cô ta đều một mình đến những nơi không có người du ngoạn, vì những nơi có người đều đã bị cô ta xóa sạch. Đây là lần đầu tiên cô ta ra ngoài tiếp xúc với sinh mệnh của nền văn minh vũ trụ khác. Diệp Quân đánh giá cô gái trước mặt, cô gái này mặc một chiếc váy màu đỏ, thắt lưng có đeo một cái túi nhỏ bằng trúc, mái tóc che hết nửa khuôn mặt nhưng không có vẻ gì đáng sợ, ngược lại cho người ta có cảm giác mềm mại và đáng yêu. Diệp Quân thầm nói, tháp gia, người có thể nhìn thấu cô ta không? Mặc dù cô gái trước mặt trông có vẻ rất yếu đuối nhưng Diệp Quân không nghĩ cô ta là người bình thường. Trong vũ trụ bao la này, người không có chút thực lực nào mà lăn lộn ở bên ngoài cơ bản đều không còn nữa. Mà cô gái trước mặt còn dám chạy đến di tích nền văn minh này, dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết cô ta không đơn giản, mặc dù đối phương không có bất kỳ ý đối địch nào nhưng hắn vẫn phải đề phòng. Người không được có tâm hại người nhưng không thể không có tâm đề phòng người khác. Tiểu Tháp im lặng một hồi rồi nói, cô ta chỉ là cường giả cảnh giới thần đạo. Diệp Quân lặng thinh. Rõ ràng, Tháp gia không nhìn thấu được, mặc dù Tháp gia không đáng tin lắm nhưng vẫn có nhãn lực, ngay cả nó cũng không thể nhìn thấu được chứng tỏ Nhất Niệm này rất không đơn giản. Tiểu Tháp bỗng nói, đừng nghĩ nhiều như thế, dù sao cô ta cũng không có ý đối địch với ngươi. Người đối xử bằng tấm lòng như thường là được. Diệp Quân gật đầu, cũng đúng. Dứt lời, hắn nhìn Nhất Niệm cười nói, một mình cô ra ngoài à? Nhất Niệm gật đầu. Diệp Quân cười nói, ta cũng thế, vừa lúc có thể làm bạn đồng hành. Nhất Niệm mỉm cười, gật đầu. Diệp Quân mỉm cười, sau đó ngẩng đầu lên nhìn gương mặt nhăn nhó đó. Dưới gương mặt nhăn nhó có một cánh cửa bằng đá cực lớn rộng cả ngàn trượng. Một vài phù văn bí ẩn được vẽ lên cánh cửa. Diệp Quân nói, chúng ta đi. Bạo lực. Dứt lời, hắn dẫn Nhất Niệm biến mất khỏi đó, lúc xuất hiện hai người đã đứng trước cánh cửa. Ngay lúc này, người đàn ông áo trắng và người đàn ông mang đao xuất hiện phía sau hai người. Diệp Quân xoay người nhìn họ, cười nói, các ngươi không đánh nữa à? Người đàn ông mang đao nhìn Diệp Quân, ngươi là kiếm tu ư? Diệp Quân gật đầu. Người đàn ông mang đao híp mắt, trong mắt là ý chí chiến đấu. Diệp Quân vội xua tay, bây giờ không phải là lúc đánh nhau, đợi bọn ta thăm dò xong di tích nền văn minh này, sau này có thể tìm cơ hội tập luyện một chút, ngươi thấy sao? Người đàn ông mang đao trầm tư hồi lâu, ý chí chiến đấu trong mắt dần tan đi. Quả thật di tích nền văn minh mới là mục đích chính chuyến đi này của hắn ta, lúc này mà ra tay chỉ sẽ cho người khác được lợi. Lúc này người đàn ông áo trắng ở một bên bỗng bước đến trước cánh cổng đá, cổ tay y xoay một cái, cây thương dài trong tay đâm vào cánh cổng. Rầm! Cây thương vừa chạm vào cánh cổng bằng đá, sắc mặt người đàn ông áo trắng thay đổi, ngay sau đó cả người y bị đánh văng ra xa cả vạn trượng, vừa rơi xuống đất, mặt đất dưới chân chấn động dữ dội, cùng lúc đó cây thương dài trong tay y vỡ nát. Thấy thế mí mắt Diệp Quân khẽ giật, hắn quay đầu nhìn cánh cửa đá, cảm thấy chấn động. Thứ này mạnh thật đấy. Người đàn ông mang đao nhìn cánh cổng đá, trong mắt cũng lộ ra vẻ nghiêm trọng. Lúc này người đàn ông áo trắng lại xuất hiện trước cánh cổng bằng đá, vẻ mặt y cũng dần trở nên nghiêm nghị, không dám ra tay tiếp nữa. Đột nhiên họ đều đồng loạt quay đầu nhìn chân trời phía xa. Một đầu rồng bỗng xuyên thủng biển mây, bay vút đến từ tận cuối chân trời. Trời đất chấn động. Sau khi đầu rồng này xuất hiện, biển mây bị tách ra. Một con rồng dài gần vạn trượng xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Cự Long.
Có một người đàn ông mặc áo gấm đứng trên con rồng lớn này, người đàn ông chỉ mặc một chiếc áo gấm, trước ngực lộ ra một vùng da thịt, tóc dài ngang vai, trang điểm khá đậm, trông cực kỳ tà mị và cuồng dã. Xung quanh người đàn ông áo gấm còn có một nhóm cô gái xinh đẹp, những người này ăn mặc khá mát mẻ, những chỗ đặc biệt nửa kín nửa hở, vô cùng gợi cảm. Thấy thế Diệp Quân cảm thấy hơi ngạc nhiên, trận thế của người này lớn thật. Ngay lúc này, một nguồn năng lượng bí ẩn bỗng ngăn con rồng lớn đó lại, người đàn ông trên con rồng bật cười, sau đó dẫn đám phụ nữ xuất hiện trước cánh cổng đá, hắn ta lướt nhìn mấy người Diệp Quân, sau đó mỉm cười nói. Nhưng không ai hiểu hắn ta đang nói gì cả. Người đàn ông tà mị cũng nhận ra điều này, sau đó lấy một quả cầu thủy tinh ra rồi chỉ vào quả cầu thủy tinh, sau đó lại chỉ vào đầu mình. Diệp Quân do dự một chốc, sau đó chủ động giơ ngón tay lên chỉ, hội tụ ngôn ngữ và văn tự của vũ trụ nền văn minh của mình vào trong quả cầu thủy tinh đó. Người đàn ông mang đao ngẫm nghĩ, sau đó cũng vung tay lên, hội tụ ngôn ngữ và văn tự của vũ trụ nền văn minh của mình vào trong quả cầu thủy tinh. Người đàn ông áo trắng ở một bên bất động, chẳng thèm liếc nhìn người đàn ông tà mị đó. Người đàn ông tà mị nhếch môi cười, sau đó nhìn người đàn ông áo trắng, mặt người đàn ông áo trắng không cảm xúc vẫn mặc kệ. Người đàn ông tà mị đó bỗng lấy một thanh búa sắt đánh mạnh về phía người đàn ông áo trắng. Người đàn ông áo trắng hơi híp mắt, y không ngờ người đàn ông tà mị lại đột nhiên ra tay, nhưng phản ứng y cũng rất nhanh, cổ tay khẽ vặn, một cây thương dài bay ra từ trong lòng bàn tay y, hướng về phía cái búa của người đàn ông tà mị đó. Bụp! Búa và thương vừa chạm vào nhau, người đàn ông áo trắng bị văng ra xa cả ngàn trượng, thời không mà y ngang qua đều bị méo mó. Người đàn ông áo trắng vừa dừng lại, một thanh búa lại hung hăng đánh tới, y còn chưa kịp phản ứng đã bị thanh búa đó đánh thành bùn nát. Thẳng thừng giết chết. Người đàn ông tà mị nhìn người đàn ông áo trắng đã trở thành đống bùn thịt, mặt đầy khinh thường, vũ trụ này không cho phép có người khoe mẽ hơn đại tôn ta. Thấy thế người đàn ông mang đao nhìn chằm chằm người đàn ông tà mị, trong mắt là sự nghiêm trọng và kiêng dè. Diệp Quân lắc đầu thầm nói, người bên ngoài bạo lực quá, không hợp ý là ra tay giết người. Tiểu Tháp nói, ông nội ngươi còn bạo lực hơn chúng. Diệp Quân chớp mắt, ông nội ta rất bạo lực sao? Tiểu Tháp nói, huyết mạch của ngươi là từ đâu? Là do ông nội giết từng người một mà thành đấy. Diệp Quân. Tiểu Tháp nói, ông nội ngươi có ở đây thì người ở đây có lẽ đều sẽ chết. Diệp Quân hơi tò mò, nếu cha ta ở đây thì sao? Tiểu Tháp ngẫm nghĩ, sau đó nói, nếu cha ngươi ở đây, có lẽ người ở đây đều sẽ bị ông ấy bán đi, sau đó còn giúp ông ấy đếm tiền. Diệp Quân khẽ cười lắc đầu, ông nội và cha mình đều không phải dạng lương thiện gì. Tiểu Tháp nói, ngươi cũng có phải là người tốt gì đâu. Diệp Quân. Người đàn ông tà mị tên Đại Tôn nhìn Diệp Quân và người đàn ông áo đen cười nói, các ngươi đến từ vũ trụ nào. Người đàn ông áo đen nhíu mày không nói gì. Bây giờ nền văn minh vũ trụ còn tồn tại đa phần đều rất phòng bị, sẽ không dễ dàng tiết lộ tọa độ vũ trụ của mình. Vì một khi tiết lộ rất có khả năng sẽ khiến vũ trụ của mình gặp tai họa. Thế nên ngoại trừ vài vũ trụ nền văn minh số ít, bình thường vũ trụ nền văn minh sẽ không tiết lộ tọa độ nền văn minh vũ trụ của mình ở bên ngoài. Thấy người đàn ông áo đen tỏ vẻ đề phòng, người đàn ông tà mị bật cười nói, ta đến từ nền văn minh Quân Lâm, các ngươi từng nghe nói đến nền văn minh Quân Lâm chưa? Người đàn ông áo đen nhíu mày lắc đầu. Diệp Quân cũng lắc đầu. Hắn chưa từng nghe về nền văn minh Quân Lâm gì đó cả. Nhất Niệm ở một bên nhìn người đàn ông tà mị đó, thầm ghi nhớ nền văn minh Quân Lâm này. Đồng thời cô ta cũng khá ngờ vực, rõ ràng là mình đã rất cố gắng tìm kiếm những nền văn minh vũ trụ chưa được biết đến, tại sao vẫn còn sót như vậy chứ? Không thể nào. Lúc này người đàn ông tà mị đó lại nói, nền văn minh vũ trụ chuẩn cấp 4. Nền văn minh vũ trụ chuẩn cấp 4. Nghe người đàn ông đó nói, người đàn ông mang đao ở một bên động lòng, ánh mắt tỏ ra kiêng dè. Diệp Quân cũng khá ngạc nhiên. Nền văn minh Xâm Lâm chỉ là nền văn minh vũ trụ cấp 3 nhưng thực lực của họ đã rất đáng sợ, dù sao cũng có một cường giả đỉnh cấp độc khai nhất đạo, mà một cường giả độc khai nhất đạo mới chỉ ở nền văn minh cấp 3 thôi, còn nền văn minh Quân Lâm của người đàn ông trước mặt này lại là nền văn minh vũ trụ chuẩn cấp 4.
Thảo nào tên này lại kiêu ngạo đến thế? Người đàn ông tà mị chớp mắt, chẳng lẽ các ngươi đều chỉ là nền văn minh vũ trụ cấp 3 thôi à? Không phải thế chứ? Người đàn ông mang đao nhìn người đàn ông đó không nói gì. Người đàn ông tà mị lại nhìn Diệp Quân, hắt ta đánh giá hai người Diệp Quân, sau đó lắc đầu nói, chậc chậc, hai người các ngươi chỉ mới là cường giả cảnh giới thần đạo, cảnh giới này của các ngươi quá yếu. Các ngươi như vậy yếu mà cũng dám ra ngoài lăn lộn à, ta phải nói là các ngươi đúng thật dũng cảm. Diệp Quân chắp tay lại, gia cảnh nhà ta bần hàn, xuất thân thấp kém, không bằng với ngươi, đáng hổ thẹn. Người đàn ông tà mị nhìn Diệp Quân, ngươi thuộc nền văn minh vũ trụ cấp 3 à? Diệp Quân hơi do dự, sau đó lắc đầu. Người đàn ông tà mị nhíu mày, cấp 2 hả? Diệp Quân vẫn lắc đầu. Người đàn ông tà mị nhìn Diệp Quân, cấp 1 ư? Diệp Quân gật đầu, mỉm cười nói, miễn cưỡng được xem là cấp 1. Hắn không nói dối, vũ trụ quan huyên ngoài cha hắn thì hiện giờ quả thật chỉ có thể miễn cưỡng xem là nền văn minh cấp 1. Dù sao bây giờ nền văn minh vũ trụ quan huyên vẫn không có cường giả chín phần thần tính. Còn mấy người nhị nha đều không tu cảnh giới nên dĩ nhiên nằm ngoài phần này. Miễn cưỡng xem là cấp 1. Nghe Diệp Quân nói thế, người đàn ông mang đao và Đại Tôn đều sửng sốt. Đại Tôn nói, thấp thế à? Diệp Quân gật đầu, ừ. Vẻ mặt hai người đều trở nên kỳ lạ. Đại Tôn nói, thảo nào cảnh giới của ngươi lại thấp vậy? Nhưng cảnh giới của ngươi thấp mà còn chạy đến đây. Ngươi có biết đây là đâu không? Diệp Quân thành thật nói, nghe nói nơi này là một di tích nền văn minh nên ta đến xem thử vận may, xem có thể nhận được một chút cơ duyên tốt nào không? Đại Tôn bật ngón cái, ngươi rất can đảm. Người đàn ông mang đao nhìn Diệp Quân không nói gì. Diệp Quân chắp tay lại, sau đó nói, mong hai vị đại ca quan tâm đến huynh muội ta nhiều hơn. Mặt người đàn ông mang đao không cảm xúc, không nói gì. Đại Tôn bật cười, mặc dù cảnh giới của ngươi thấp nhưng vẫn khá thông minh, sinh tồn ở nơi này, mặc dù thực lực quan trọng nhưng đầu óc cũng rất quan trọng, ta thích ngươi rồi đấy, ha ha. Diệp Quân mỉm cười, không đáp lời. Ngay lúc này mọi người bỗng quay đầu lại, một cô gái mặc chiến giáp màu đen bước đến, trên thắt lưng còn đeo một thanh đao dài, dáng vẻ hiên ngang. Nhìn thấy cô gái này, nụ cười trên môi Diệp Quân dần biến mất, hắn đã từng gặp cô gái này, chính là thống lĩnh kỵ binh của đội kỵ binh nền văn minh Tu La đó. Hắn không ngờ cô gái này cũng đến đây. Nhìn thấy cô gái áo giáp, Đại Tôn nhíu mày, nền văn minh Tu La. Cô gái áo giáp bước đến, sau đó lướt nhìn mọi người rồi đi thẳng về phía cánh cổng bằng đá xem không có ai ở đây. Người đàn ông mang đao nhìn cô gái áo giáp, lạnh nhạt không nói câu nào nhưng vẻ mặt lại cực kỳ nghiêm trọng. Đại Tôn khẽ cười nhìn cô gái, cũng không nói gì. Nền văn minh Tu La cũng được gọi là nền văn minh cấp chuẩn cấp 4, là sự tồn tại trên đỉnh cao trong nền văn minh cấp 3 nhưng nền văn minh Quân Lâm không sợ nền văn minh Tu La. Chưa từng đánh nhau, vì hai bên đều không biết vị trí chính xác của đối phương, hơn nữa hiện giờ hai bên đều kiêng dè lẫn nhau. Sau khi bước đến trước cánh cổng bằng đá, cô gái đó nhìn cánh cổng. Không nói lời nào đã chém mạnh một nhát vào cánh cổng. Bùm! Một luồng sáng lạnh bao phủ cổng đá, sau một hồi không có động tĩnh, một sức mạnh đáng sợ lao ra từ trong cánh cổng đó. Bụp! Cô gái áo giáp bỗng chốc lùi về sau cả ngàn trượng. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt Diệp Quân tối sầm lại, hắn quay đầu nhìn về phía cánh cổng, những phù văn bí ẩn phía trên cánh cổng kia toát ra uy lực đáng sợ hệt như đang dần sống lại. Khủng khiếp thật! Sắc mặt Diệp Quân dần trở nên nghiêm trọng. Đại Tôn cũng nhíu mày, lúc hắn ta nhìn mấy phù văn bí ẩn đó cũng rơi vào trầm tư. Lúc này cô gái áo giáp ở đằng xa lại bước đến, lần này cô ta không ra tay nữa mà đánh giá mấy phù văn bí ẩn trên cánh cổng đó. Diệp Quân nhìn mọi người, sau đó dẫn Nhất Niệm lẳng lặng đứng ở một bên. Thật ra muốn phá được cánh cổng này không phải là chuyện quá khó với hắn, dù sao trong tay hắn cũng có kiếm Thanh Huyên. Nhưng lúc này tất nhiên hắn sẽ không làm chuyện này. Không thể dễ dàng để lộ kiếm Thanh Huyên ra trước mặt người khác. Cảnh giới của mình thấp, nếu còn nắm giữ bảo vật trong tay, chắc chắn sẽ mang đến tai họa. Mặc dù hắn không sợ tai họa nhưng tiền đề là phải dựa vào cha, nếu chỉ có một mình hắn thì hắn là ai trong vũ trụ bao la này chứ? Không phải là ngông cuồng tự đại,
mà bây giờ hắn biết rõ thực lực của bản thân. Chủ động tránh một vài tai họa. Ngay lúc này Đại Tôn bỗng nói, mấy phù văn này là một trận pháp, muốn phá được nó chỉ có thể giải trừ phong ấn của trận pháp này. Nói xong, hắn ta ngừng lại, sau đó nhìn cô gái áo giáp, cô nương, chúng ta phải hợp sức lại. Cô gái áo giáp nhìn mấy phù văn đó một hồi lâu, sau đó khẽ gật đầu. Đại Tôn mỉm cười, sau đó siết chặt một tấm lệnh bài. Cô gái áo giáp cũng lấy một hòn đá bí ẩn ra. Ngay khi Diệp Quân còn cảm thấy khó hiểu, thời không trên đầu mọi người bỗng chấn động dữ dội, sau đó hai thời không đột nhiên tách lìa, hai bên xuất hiện hai cánh cửa thời không, sau đó vài ông lão chậm rãi bước ra từ bên trong hai cánh cửa thời không. Người bên trái là một cô gái áo bào trắng, cô gái mặc áo bào trắng như tuyết, tóc dài xõa ngang vai, trên trán còn quấn một chiếc khăn lụa trắng như tuyết, tay phải ôm một cuốn sách khá dày. Phía sau cô ta còn có mười mấy ông lão mặc đồ đen đi theo. Khi cô gái áo bào trắng xuất hiện, cô gái áo giáp biến sắc, trong mắt còn lộ vẻ kinh ngạc, cô ta cũng không ngờ cô gái áo bào trắng trước mắt này lại đến, không dám nghĩ nhiều, cô ta vội cúi người chào cô gái áo bào trắng, thuộc hạ Cố Tú chào học sĩ tối thượng. Cô gái áo bào trắng khẽ gật đầu, không cần đa lễ. Nói xong, cô ta dẫn đám người đi về phía cánh cổng. Người đi đầu ở một bên khác là một ông lão đầu bạc trắng, ông ta cũng dẫn theo một nhóm người lớn tuổi, lúc ông ta bước ra, mặc dù Đại Tôn không chào hỏi nhưng cũng hơi khom người tỏ vẻ cung kính. Diệp Quân nhìn một lượt những người bước ra đó, hắn biết những người này hẳn là có địa vị cao trong nền văn minh Quân Lâm và nền văn minh Tu La, còn những người trước mặt này hẳn đều là học sĩ hoặc nhân viên nghiên cứu, vì cảnh giới của một vài người cực kỳ thấp, còn thấp hơn cả hắn. Nhưng có thể thấy được địa vị của mấy người này lại rất cao. Điều này cũng rất bình thường, trong bất kỳ nền văn minh nào, chỉ cần nền văn minh này đủ thông minh thì đều sẽ đối xử tốt với các nhà khoa học đó. Cô gái áo bào trắng chậm rãi đi đến trước cánh cổng, cô ta bắt đầu tỉ mỉ nghiên cứu những phù văn. Một lát sau, cô ta bỗng vẽ một màn sáng vào không trung, trên màn sáng xuất hiện vô số phù văn bí ẩn, hai tay cô ta bắt đầu chi phối. Mấy phù văn đó nhanh chóng hợp lại. Ông lão ở bên phải cô ta nhìn chằm chằm vào cánh cổng bằng đá, hai tay ông ta nhanh chóng chuyển động như đang thầm tính toán gì đó. Xung quanh cực kỳ yên tĩnh, không ai dám quấy rầy. Không biết qua bao lâu, ông lão tóc bạc và cô gái áo bào trắng cùng lên tiếng, nền văn minh cấp 4. Nền văn minh cấp 4. Hai người vừa dứt lời, một phù ấn hình đa giác bí ẩn xuất hiện trên cánh cổng. Phù ấn đó chậm rãi xoay chuyển, toát ra năng lượng bí ẩn. Ánh mắt ông lão lóe lên vẻ phức tạp, lắc đầu, đã vượt qua khỏi nhận thức của chúng ta rồi. Dứt lời, ông ta xoay người rời đi. Các nền văn minh cấp thấp không thể nghiên cứu các nền văn minh cấp cao, phù ấn đa giác trước mặt này đã vượt ra khỏi nhận thức của nền văn minh Quân Lâm. Thế nhưng cô gái áo bào trắng đó lại không hề dịch chuyển. Ông lão tóc bạc cũng nhận ra điều này. Thế là ông ta lại dừng lại, sau đó nhìn cô gái áo bào trắng, vốn dĩ còn muốn hỏi nhưng nghĩ lại vẫn không nói gì. Dù sao họ là hai nền văn minh vũ trụ khác nhau. Hơn nữa nền văn minh Tu La rất hiếu chiến. Cô gái áo bào trắng nhìn chằm chằm phù ấn đa giác hồi lâu, sau đó cô ta bỗng xòe tay ra, ngón tay gõ nhẹ vào cánh cổng, không lâu sau các phù ấn trên cánh cổng bắt đầu nhanh chóng xếp thành một hàng. Không biết qua bao lâu. Các phù văn đó tụ lại thành một phù ấn hình đa giác, thoáng chốc cánh cổng đó rung chuyển, sau đó hai cánh cửa mở ra một góc. Mở ra rồi. Thấy thế ông lão tóc bạc sửng sốt, mặt đầy vẻ khó tin. Cô gái áo bào trắng xòe tay ra, một phù ấn hình đa giác mờ ảo xuất hiện trong tay cô ta thu nó lại, như cảm nhận được gì, cô ta bỗng quay đầu lại nhìn Diệp Quân cách đó không xa có phải trên người ngươi có bảo vật không? Diệp Quân sửng sốt. Lúc này cô gái áo giáp giơ tay phải về phía trước, sức mạnh đáng sợ chấn áp Diệp Quân. Bị sức mạnh đột ngột ập đến áp chế, Diệp Quân nhíu mày, hắn nhìn cô gái giáp đen, vẫn rất bình tĩnh nhưng kiếm thanh huyên trong cơ thể lại chuẩn bị xuất kích, sẵn sàng xuất kiếm bất cứ lúc nào. Không chỉ thế, huyết mạch phong ma trong người hắn cũng có dấu hiệu động đậy. Không ra tay thì thôi. Nếu đã ra tay thì phải một đòn tất chết. Đồng thời trong đầu hắn đang suy xét đến mọi khả năng, dù sao hắn cũng không biết rõ về cô gái giáp đen, cô gái áo bào trắng cũng là người của nền văn minh Tu La.
Ngay lúc này, cô gái áo bào trắng bỗng quay đầu lại nhìn cô gái giáp đen, cau mày, cô đang làm gì đấy? Cô gái giáp đen cung kính nói, thưa học sĩ tối thượng, người này không phải là người của nền văn minh Tu La, ta sợ hắn chạy trốn nên mới bắt hắn lại. Cô gái áo bào trắng khẽ lắc đầu, đi sang một bên. Giọng điệu rất bình tĩnh nhưng lại không cho phép nghi ngờ. Cô gái giáp đen không dám cãi lời, lập tức vung tay áo thu lại sức mạnh của mình, sau đó bước sang một bên nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm Diệp Quân. Cô gái áo bào trắng nhìn Diệp Quân đánh giá một hồi rồi hỏi, người đến từ nền văn minh nào? Trong lòng Diệp Quân dấy lên vẻ phòng bị vì cô gái trước mặt này rõ là đã cảm nhận được gì đó, hắn cố ý tỏ ra lo lắng, thấp thỏm, nền văn minh cấp 1. Nền văn minh vũ trụ cấp 1. Nghe Diệp Quân nói thế, cô gái áo bào trắng hơi sửng sốt và ngạc nhiên, như thể mình nghe nhầm, lại hỏi, nền văn minh vũ trụ cấp 1 ư? Diệp Quân gật đầu, ừ. Cô gái áo bào trắng nhìn Diệp Quân, sau đó lại nhìn Nhất Niệm bên cạnh hắn, cô ta đi cùng ngươi à? Diệp Quân gật đầu. Cô gái áo bào trắng nhìn hai người một lúc, sau đó rời tầm mắt nhìn cánh cổng bằng đá đã mở ra đó, ta cũng khá hứng thú với nền văn minh ở đây. Bàn thống lĩnh, ta đi cùng các cô. Cô gái giáp đen đó nói, tuân lệnh. Cô gái áo bào trắng không nói gì thêm nữa, sải bước đi vào trong cánh cổng. Đại Tôn ở một bên bật cười, đi thôi, chúng ta đi xem thử nền văn minh vũ trụ cấp 4. Dứt lời, hắn ta dẫn theo đám người phía sau đi vào trong cánh cổng. Người đàn ông mang đao liếc nhìn Diệp Quân, sau đó cũng lẳng lặng đi qua đó. Diệp Quân quay sang nhìn Nhất Niệm ở bên cạnh, cô cũng muốn vào sao? Nhất Niệm chớp mắt, sau đó gật đầu. Diệp Quân do dự, sau đó nghiêm túc hỏi, cô có khả năng bảo vệ được mạng sống của mình không? Nhất Niệm nhìn hắn không nói gì. Diệp Quân trầm giọng nói, nếu cô không có khả năng đặc biệt để bảo vệ mạng sống, ta đề nghị cô đừng nên vào. Thật đấy, rất nguy hiểm, đương nhiên nếu cô cũng có cách bảo vệ mạng sống bí ẩn thì xem như ta chưa nói gì. Nhất Niệm mỉm cười, không lên tiếng. Diệp Quân cạn lời. Thật ra hắn cũng từng nghi ngờ cô nhóc này là một nhân vật chủ chốt siêu cấp, nhưng quan sát hồi lâu, hắn nhận ra hình như cô ta hơi ngốc, hơn nữa còn không giống đang giả vờ. Khá giống mấy cô gái chỉ thích ru rú ở nhà. Diệp Quân khẽ lắc đầu, đi thôi. Dứt lời, hắn dẫn Nhất Niệm đi vào trong cánh cổng. Nhất Niệm nhìn Diệp Quân chớp mắt, sau đó cũng đi theo. Hai người vừa bước vào trong đã sững sờ. Bên trong cánh cổng lại là một tinh không chưa được biết đến, tinh không sâu không thấy đáy, tĩnh lặng như cõi chết, có cảm giác rất kỳ lạ. Mà cách trước mặt mọi người mấy ngàn trượng, có 9 cỗ quan tài máu được đặt ngay ngắn ở đó, mỗi quan tài máu đều có những ký hiệu đặc biệt bí ẩn, còn có một pho tượng tay cầm trường đao đứng sừng sững trước 9 cỗ quan tài máu. Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người đều hơi ngờ vực. Đây là nền văn minh vũ trụ gì thế? Diệp Quân cũng cực kỳ thắc mắc. Mọi người không hề động đậy, đều rất thận trọng. Dù sao nền văn minh vũ trụ trước mặt này cũng nền văn minh vũ trụ cấp 4, cấp bậc đều hơn hẳn các nền văn minh vũ trụ của mọi người đang ở đây. Nhất Niệm bên cạnh Diệp Quân nhìn 9 quan tài máu đó, không biết đã nhìn thấy cái gì, ánh mắt cô ta lóe lên vẻ ngạc nhiên, cô ta vô thức kéo góc áo Diệp Quân. Diệp Quân nhìn Nhất Niệm, mỉm cười nói, đừng sợ, có nguy hiểm chúng ta sẽ chạy. Nhất Niệm. Lúc này Đại Tôn bỗng cười nói, đều đã vào trong rồi, không thể lại quay về được. Nói đến đây, hắn ta bỗng nhìn người đàn ông mang đao ở một bên, ngươi sang đó xem thử đi. Người đàn ông mang đao nhíu mày, tại sao ngươi không đi xem thử? Đại Tôn cười nói, ngươi không đi, ta sẽ đánh chết ngươi, thực lực của ta mạnh hơn ngươi, người cũng nhiều hơn bên ngươi. Người đàn ông mang đao sầm mặt. Mặc dù đã nổi giận nhưng không dám chút giận ra ngoài, vì những gì Đại Tôn nói đều là sự thật. Nhưng cứ thế đi qua thì gã ta lại không dám, gã ta bỗng nhìn Diệp Quân cách đó không xa, hai người sang đó đi. Diệp Quân bình tĩnh nói, bọn ta khá yếu. Người đàn ông mang đao nhìn Diệp Quân, ừ. Kẻ mạnh thì mình đánh không lại nên chỉ đành tìm mấy người yếu để bắt nạt. Gã ta không cảm thấy làm thế có gì sai. Lẽ nào mình đánh không lại kẻ mạnh mà còn phải tìm kẻ mạnh để đánh à? Thế chẳng phải là đâm đầu vào chỗ chết sao? Đại Tôn ở một bên nhìn Diệp Quân và Nhất Niệm, trong mắt lộ ra vẻ thích thú.
hắn ta cũng rất vui khi nhìn thấy những người ở tầng cấp này tàn sát lẫn nhau. Cô gái áo bào trắng nhìn Diệp Quân, cũng không có ý lên tiếng ngăn lại, ngược lại ánh mắt cô ta hiện lên vẻ tò mò và đợi mong. Thấy Diệp Quân không động đậy, người đàn ông mang đao nheo mắt, ngươi không đi, ta đánh chết ngươi. Diệp Quân nhìn người đàn ông mang đao, đang định lên tiếng thì lúc này Nhất Niệm bỗng bước đến quan tài máu đó. Thấy thế Diệp Quân sửng sốt, sau đó hắn lập tức kéo Nhất Niệm lại, trầm giọng nói, cô làm gì thế? Nơi này khắp nơi đều tràn ngập vẻ kỳ quái, cho dù là pho tượng tay cầm đao hay là chín quan tài máu đó, chắc chắn đều không tầm thường. Dù có kiếm Thanh Huyền bảo vệ mình, hắn cũng cảm thấy nguy hiểm, cứ như vậy đi qua, có khả năng bị đánh một trận. Nhất Niệm mỉm cười nhưng không nói gì, mà kéo Diệp Quân đi đến chín quan tài máu đó. Thấy thế, Diệp Quân do dự, sau đó dùng huyền khí truyền âm, Nhất Niệm, có phải cô biết gì đó không? Nhất Niệm không nói gì, chỉ kéo hắn đi về phía quan tài máu ở phía xa. Thấy Nhất Niệm không nói gì, Diệp Quân cảm thấy hơi bất lực nhưng hắn cũng không từ chối, để mặc Nhất Niệm kéo hắn đến đó. Lúc sắp đến gần bức tượng, Diệp Quân thầm nói, tháp ra, lát nữa nếu bức tượng đó ra tay với bọn ta, mong người ra tay đỡ nhé. Tiểu tháp hơi bất mãn, tại sao chứ? Diệp Quân nghiêm túc nói, vì ngươi là tháp gia của ta. Tiểu tháp nói, lúc có chuyện thì ta là gia, lúc không có việc thì ta là tháp, đúng không? Diệp Quân. Trong lúc nói chuyện với tháp gia, Diệp Quân và Nhất Niệm đã đến trước bức tượng, Diệp Quân cũng âm thầm có đề phòng, đồng thời kiếm Thanh Huyên trong tiểu tháp khẽ rung lên, chỉ cần hơi có động tĩnh khác thường, hắn sẽ lập tức rút kiếm ra. Đại tôn. Người đàn ông mang dao và những người khác ở đằng xa đang nhìn bức tượng trước mặt hai người Diệp Quân, họ cũng đang đề phòng, chỉ cần có điều gì bất thường, họ sẽ ra tay hoặc chạy trốn. Đối mặt với một nền văn minh vũ trụ cấp 4, họ cũng không dám sơ suất và khinh thường. Khi Nhất Niệm kéo Diệp Quân đến trước bức tượng đó, bức tượng không có động tĩnh gì, Nhất Niệm cũng không dừng lại, tiếp tục kéo Diệp Quân bước đến chỗ chín quan tài máu. Lúc đi ngang qua bức tượng, Diệp Quân thầm thở phào, sau đó hắn quay đầu lại nhìn bức tượng, hắn phát hiện bàn tay cầm đao của bức tượng như hơi run lên. Thấy thế Diệp Quân sửng sốt, dĩ nhiên hắn sẽ không cho là mình nhìn lầm, đùa giỡn gì chứ, với thực lực hiện tại của hắn, hắn có thể nhìn rõ một con kiến cách xa cả ngàn trượng đấy. Ngay lúc này Nhất Niệm đã kéo hắn đi đến trước chín cổ quan tài máu ở phía xa. Nhìn ở khoảng cách gần. Diệp Quân nhận ra những quan tài máu này thật sự được ngưng tụ lại bằng máu, hơn nữa máu này không phải máu bình thường, chẳng qua là đều ở trạng thái tĩnh, không thức tỉnh giống với huyết mạch phong ma và huyết mạch phàm nhân của hắn. Trên mặt quan tài máu này, mấy ký hiệu bí ẩn đặc biệt đó cũng khẽ động đậy như vật sống, liên tục toát ra năng lượng bí ẩn đi vào quan tài máu. Diệp Quân hơi tò mò, hắn đang định đến gần quan tài máu này để quan sát kỹ hơn. Ngay lúc này người đàn ông mang đao ở phía xa bỗng nói, khoan đã. Diệp Quân quay đầu lại nhìn người đàn ông mang đao, gã ta không nói gì mà nhanh chân bước đến chỗ quan tài máu. Có lẽ gã ta sợ Diệp Quân đoạt mất bảo vật gì đó. Nếu đã không có gì nguy hiểm, gã ta cũng không còn kiêng dè gì nữa. Thế nhưng khi gã ta vừa đến gần bức tượng cầm đao, bức tượng đó bỗng mở mắt ra, tay phải cầm đao vung tay chém mạnh một nhát xuống. Người đàn ông mang đao biến sắc, gã ta vội rút thanh đao sau lưng ra đỡ lấy đòn tấn công của bức tượng cầm đao. Vèo! Thoáng chốc người đàn ông mang đao bị đánh văng ra xa cả ngàn trượng, khi gã ta vừa dừng lại, thời không dưới chân chấn động dữ dội tạo thành từng gợn sóng thời không. Cùng lúc đó, cây đao dài trong tay gã ta nổ tung, vỡ nát, biến thành mảnh vụn bay khắp trời, không chỉ thế, cả cánh tay phải của gã ta cũng lập tức hóa thành hư vô. Một đòn tấn công khiến gã ta bị thương nặng. Thấy thế, sắc mặt mọi người đều trở nên nghiêm trọng. Diệp Quân nhìn bức tượng, sắc mặt cũng vô cùng nghiêm trọng, thực lực của người đàn ông mang đao đó không yếu, là 8 phần thần tính, hơn nữa gã ta mạnh thật sự không phải khoe mẽ nhưng lại bị một đòn của bức tượng đánh bị thương nặng. Bức tượng này ít nhất là cường giả cảnh giới 9 phần thần tính. Không đúng. Diệp Quân híp mắt lại. Vì hắn thấy trên người bức tượng đó không hề có sát khí, nói cách khác đối phương cố ý nương tay. Có lẽ thực lực của bức tượng này cao hơn. Diệp Quân lặng thinh không nói gì, nhất thời cũng không xác định được. Đồng thời hắn cũng cảm thấy khó hiểu,
Tại sao lúc mình và Nhất Niệm đi ngang qua, đối phương lại không hề ra tay mà khi người đàn ông mang đao đó đi qua, đối phương lại đánh gã ta? Người đàn ông mang đao ở đằng xa lau máu nơi khóe miệng, gã ta nhìn bức tượng, trong mắt đầy vẻ sợ hãi, nhưng nghĩ tới điều gì, gã ta bỗng nhìn Diệp Quân ở phía xa, hung dữ nói, tại sao bức tượng không ra tay với ngươi mà lại ra tay với ta? Diệp Quân suy ngẫm, sau đó nói, có lẽ, là vì ta có chỗ chống lưng. Mọi người, giả vờ yếu. Chỗ chống lưng ư. Nghe Diệp Quân nói thế, mấy người đại tôn nhìn hắn, khẽ cười nhưng cũng không nghĩ nhiều. Người đàn ông mang đao vô cùng tức giận, cho rằng Diệp Quân đang giở trò với mình, lập tức kích hoạt đao ý vô tận tuôn ra từ cơ thể gã ta như thác lũ, chấn động cả thời không xung quanh. Nhưng gã ta lại không ra tay. Vì lúc này gã ta đang bị thương nặng, thực lực bị tổn hại rất nhiều, dĩ nhiên điều gã ta kiêng kỵ nhất vẫn là bức tượng cầm đao bí ẩn đó. Ngay khoảnh khắc lúc nãy, gã ta cảm nhận được đối phương chưa ra tay hết mức. Người đàn ông mang đao lạnh lùng nhìn Diệp Quân, đè nén sát khí trong lòng xuống, sau đó lẳng lặng đứng sang một bên, vị trí của gã ta gần với cửa, tình hình không ổn gã ta có thể chạy bất cứ lúc nào. Mặc dù nơi này là nền văn minh vũ trụ cấp 4, chắc chắn có rất nhiều cơ duyên nhưng sống sót mới là chuyện quan trọng nhất. Xung quanh, mọi người cũng tò mò nhìn bức tượng cầm đao, trong lòng bọn họ cũng vô cùng hiếu kỳ vì sao bức tượng đó lại không tấn công Diệp Quân. Đại tôn bỗng nhìn Diệp Quân, cười nói, vị huynh đệ này, ngươi có thể nói chuyện với bức tượng này không, bọn ta là người tốt, bảo nó đừng đánh bọn ta. Diệp Quân cười nói thật nhé, ta cũng không biết tại sao nó lại không đánh bọn ta. Có lẽ là vì bọn ta khiêm tốn chăng? Dứt lời, hắn bỗng nhìn người đàn ông mang đao ở một bên, hay là bảo vị huynh đệ này sang đây một lần nữa thử xem. Nghe Diệp Quân nói thế, sắc mặt người đàn ông mang đao tối sầm, gã ta nhìn chằm chằm Diệp Quân, không hề che giấu sát ý trong mắt. Đại tôn bật cười, sau đó nhìn người đàn ông mang đao, vậy ngươi sang đó lần nữa đi. Phải khiêm tốn một chút, đừng kiêu ngạo như lúc nãy. Sắc mặt người đàn ông mang đao cực kỳ khó coi. Lúc này gã ta còn chẳng có cơ hội chạy trốn vì gã ta đã cảm nhận được thần thức của vài cường giả phía sau đại tôn bao vây chặt lấy mình. Nếu gã ta bỏ chạy, đối phương chắc chắn sẽ ra tay. Nhưng nếu lại sang đó, nhớ bức tượng đó lại đánh thì gã ta cũng không thể chịu đòn nổi nữa. Nghĩ đến đây, người đàn ông mang đao cực kỳ căm hận Diệp Quân, ước gì có thể phanh thây hắn ngay tại đây. Lúc này đại tôn bỗng cười nhạo, sao thế, còn muốn để ta mời ngươi à? Người đàn ông mang đao nhìn đại tôn, ta và ngươi không thù không oán, sao ngươi lại cứ nhắm vào ta thế? Đại tôn bình tĩnh nói, vì ở đây chỉ có ngươi là người yếu nhất. Sắc mặt người đàn ông mang đao cực kỳ khó coi, gã ta tức giận chỉ vào Diệp Quân, chúng còn yếu hơn ta, hơn nữa chỉ là nền văn minh cấp thấp. Đại tôn lạnh nhạt nhìn người đàn ông mang đao. Hắn nói hắn là nền văn minh vũ trụ cấp 1 thì ngươi tin à? Người đàn ông mang đao sửng sốt. Đại tôn lắc đầu, nếu hắn đúng là nền văn minh cấp 1 thì không thể nào đến đây, cũng không dám đến đây. Đồ ngu ngốc, ngươi không nhìn ra người ta đang giả ngốc à? Giả vờ yếu. Người đàn ông mang đao ngạc nhiên, gã ta quay đầu nhìn Diệp Quân trông có vẻ thành thật ở phía sau, tên này đang giả vờ sao? Cũng đúng. Nghĩ lại. Nếu chỉ là nền văn minh cấp 1 thật thì sao đối phương có thể dám đến đây? Nếu chỉ là cảnh giới thần đạo thật, sao đối phương có thể ung dung bình tĩnh như vậy khi ở cùng với mình chứ? Nghĩ đến đây, sắc mặt người đàn ông mang đao càng khó coi. Đại tôn ở đằng xa nhìn Diệp Quân cười nói, huynh đệ, ta nói đúng không? Diệp Quân mỉm cười, huynh đệ, trước đó người bảo vị này đến thăm dò thử bức tượng đá này. Thật ra mục đích của thật sự của ngươi là muốn để ta qua đây, đúng không? Đại tôn bật cười. Sắc mặt người đàn ông mang đao càng thêm khó coi, đến giờ sao gã ta còn không hiểu chứ? Mục đích thực sự của người đến từ nền văn minh quân lâm là muốn thăm dò thực lực của kiếm tu thiếu niên này, nhưng đối phương lại có vẻ kiêng dè, không tiện cố ý gây thù chuốc oán trong trường hợp không biết rõ tình hình nên mới cố ý bảo mình sang đây. Mà đối phương biết rõ mình chắc chắn sẽ không dám đi đến đó. Nhất định sẽ nhằm vào kiếm tu thiếu niên nhìn có vẻ yếu ớt nhất này. Như thế vừa có thể biết rõ được thực lực của kiếm tu thiếu niên này, lại không cần mình phải gây thù chuốc oán. Nghĩ đến đây,
sắc mặt người đàn ông mang đao khó coi như đạp trúng một bãi phân. Mẹ nó chứ, các ngươi đều là người có đầu óc lanh lợi hết sao? Diệp Quân nhìn Đại Tôn, cảm thấy khá ngạc nhiên nhưng nghĩ lại thì thật ra cũng bình thường, khi phát hiện di tích này, nền văn minh Quân Lâm là nền văn minh chuẩn cấp 4, sao có thể cử một người không thông minh đến được? Thế nên khi hắn xuất hiện ở đây, dù hắn giả vờ thế nào, người ta cũng sẽ không tin hắn. Vì người thực lực yếu thường không dám đến đây. Chỉ là mọi người không ngờ bức tượng đó lại không ra tay đánh hai người Diệp Quân. Nhưng như vậy cũng khiến đám người Đại Tôn càng thêm chắc chắn hai người Diệp Quân không đơn giản. Cô gái áo bào trắng đó vẫn luôn nhìn Diệp Quân đánh giá, từ lúc đầu đến bây giờ cô ta chưa hề che giấu sự tò mò của mình với Diệp Quân. Lúc này Đại Tôn bỗng nhìn người đàn ông mang đao, cười nói, thử thay bọn ta lần nữa đi. Người đàn ông mang đao sầm mặt, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt Đại Tôn dần trở nên không tốt, gã ta không dám chậm trễ, từ từ bước đến chỗ bức tượng đó. Lần này khác với lần trước, gã ta không dám kiêu ngạo nữa mà rất thận trọng. Mọi người đều nhìn người đàn ông mang đao, khi gã ta đến gần bức tượng, lần này bức tượng lại không ra tay. Người đàn ông mang đao thầm thở phào, sau đó nhanh chân bước đến bên cạnh quan tài máu ở một bên, gã ta lạnh lùng nhìn hai người Diệp Quân. Diệp Quân mỉm cười, không nói gì. Lúc này Đại Tôn cười nói, xem ra ở nơi này phải khiêm tốn mới được. Các vị, chúng ta qua đó đi. Dứt lời, hắn ta quay đầu sang nhìn đám người cô gái áo bào trắng. Cô gái áo bào trắng sải bước đi về phía chín quan tài máu đó. Mấy người nền văn minh Tu La đi theo sát phía sau cô ta. Lúc đi ngang qua bức tượng, cô gái áo bào trắng ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt hiện lên vẻ hiếu kỳ nhưng cô ta không dừng lại mà tiếp tục đi thẳng đến chỗ chín quan tài máu. Chẳng mấy chốc, mọi người đều đã đến trước quan tài máu. Cô gái áo bào trắng giải phóng thần thức của mình ra, thế nhưng thần thức vừa đến gần chín quan tài máu thì biến mất. Những người khác cũng như thế. Cô gái áo bào trắng bước đến trước một quan tài máu trong số đó, cô ta quan sát thật kỹ phù văn bí ẩn trên quan tài máu, nghiên cứu một lúc cô ta bỗng nhíu chặt mày. Người bên nền văn minh Quân Lâm cũng bắt đầu vây quanh quan tài máu để nghiên cứu. Diệp Quân lại kéo Nhất Niệm đứng sang một bên. Không phải là hắn không có hứng thú với mấy quan tài máu này, chủ yếu là hắn biết rõ nếu mấy quan tài này rơi vào tay hắn thật thì chỉ là một chuyện không tốt với hắn thôi. Thần vật nền văn minh vũ trụ cấp 4. Sẽ khiến rất nhiều nền văn minh vũ trụ điên cuồng vì nó, bây giờ hắn vẫn chưa có thực lực để chống lại nhiều nền văn minh vũ trụ như thế. Diệp Quân nhìn xung quanh, cả tinh không vô tận trống không, chỉ có nơi này là có 9 cỗ quan tài máu và một pho tượng. Những nơi khác đều sâu không đáy, giống như vực sâu khiến người ta sợ hãi. Nhất Niệm hơi quay đầu lại nhìn tận cuối tinh không bên phải, không nói gì. Diệp Quân thầm nói, tháp ra, người có thể nhìn thấy bên trong quan tài máu này là gì không? Thần thức của hắn cũng không thể đi vào trong quan tài máu này được. Tiểu tháp nói, không nhìn thấy. Diệp Quân cạn lời. Tiểu tháp lại nói, đại ca à, người đừng có xem ta làm gì cũng được chứ. Ta thật sự chỉ là một tòa tháp, ta không có chức năng gì đặc biệt cả. Diệp Quân. Đúng lúc này, cô gái áo bào trắng bỗng giơ tay phải ra, sau đó bắt đầu nghịch chuyển, quan tài máu trước mặt bắt đầu rung lên, phù văn bí ẩn trên đó lập tức biến thành hàng vạn phù ấn bí ẩn, mấy phù ấn này bắt đầu nhanh chóng tụ lại khi được cô gái áo bào trắng điều khiển. Thấy thế, vẻ mặt Diệp Quân thay đổi, cô gái này muốn phá cấm chế của phong ấn. Ánh nhìn của mọi người đều dừng lại trên người cô gái áo bào trắng. Không biết qua bao lâu, đồng tử cô gái áo bào trắng bỗng co rút lại. Nhìn thấy cảnh tượng này, Diệp Quân quả quyết kéo Nhất Niệm bên cạnh lùi về sau, cùng lúc đó vô số kiếm ý bắn ra từ trong người hắn như thủy triều, sau đó biến thành một màn kiếm ý chắn trước mặt hắn. Lúc này những phù văn bí ẩn trên quan tài máu bỗng phát ra một nguồn sức mạnh đáng sợ. Thoáng chốc mọi người đứng trước quan tài máu đều bị đánh văng ra xa. Mặc dù Diệp Quân đã có chuẩn bị trước nhưng vẫn bị đánh văng ra xa cả ngàn trượng, khi vừa dừng lại hắn nhận ra vô số kiếm ý của mình bắt đầu tiêu biến. Thấy thế, sắc mặt Diệp Quân tối sầm, kiếm ý của hắn đã trải qua tôi luyện của vũ trụ kiếp, cho dù là cường giả 10 phần thần tính cũng khó mà phá hủy được nó. Diệp Quân đã có đề phòng từ trước nên không bị tổn thương quá nặng.
mặc dù cô gái áo bào trắng là người bị đánh trúng đầu tiên nhưng khi quan tài máu đó toát ra sức mạnh, trước mặt cô ta lập tức có một lớp bảo vệ bí ẩn, màn bảo vệ đó mạnh mẽ bảo vệ được cô ta. Còn những người phía sau cô ta lại không may mắn đến thế, đều bị đánh văng ra xa cả ngàn trượng. Người thê thảm nhất là người đàn ông mang đao, xác thịt gã ta bị chấn động đến nứt toác, máu chảy ra ngoài, cả người đã trở thành người máu. Lúc này đầu gã ta kêu lên ong ong. Nụ cười trên môi đại tôn cũng đã không còn, thay vào đó là vẻ nghiêm trọng, hắn ta cũng cảm nhận được mối nguy hiểm. Hơn nữa cảm giác nguy hiểm này ngày càng mạnh mẽ. Diệp Quân từ từ ngẩng đầu lên nhìn chín cỗ quan tài máu ở đằng xa, chín cỗ quan tài yên tĩnh nằm ở đó, lúc này Diệp Quân cũng cảm nhận được nguy hiểm. Thật ra từ sau khi đến đây, hắn luôn cảm thấy bất an, hắn có cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm, hắn nhìn tinh không tĩnh lặng xung quanh nhưng không phát hiện được gì. Không nghĩ nhiều, Diệp Quân bỗng kéo Nhất Niệm bên cạnh, sau đó nói, chúng ta đi. Mặc dù hắn cũng rất tò mò về nền văn minh vũ trụ cấp 4 này nhưng hắn biết rõ cho dù nền văn minh vũ trụ cấp 4 đã bị hủy diệt, cũng không phải là thứ mà hiện giờ hắn có thể chống lại, cho nên hắn dứt khoát rời đi. Nhất Niệm nhìn Diệp Quân, cũng không ngăn hắn lại, để mặc hắn kéo cô ta xoay người rời đi. Ngay khi hai người Diệp Quân định bước vào cánh cổng bằng đá, cánh cổng bỗng đóng lại, lúc này vô số ánh sáng xung quanh cũng tắt lịm, cả tinh không rơi vào chết lặng. Chỉ có thể nhìn thấy được chín cỗ quan tài máu ở đằng xa. Diệp Quân sầm mặt. Từ sau chín quan tài máu, có tiếng bước chân vang lên. Hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người. Ai nấy đều bày ra vẻ đề phòng, dàn trận chờ đợi. Diệp Quân kéo Nhất Niệm lùi về trước lối vào, sẵn sàng tung kiếm Thanh Huyên ra khỏi cơ thể. Cửa tuy đã bị đóng kín nhưng phá nó là việc quá dễ dàng với kiếm Thanh Huyên. Chỉ cần tình huống có gì không ổn thì hắn sẽ lập tức ra tay. Nhất Niệm liếc nhìn phần ngực Diệp Quân, tuy không nói gì nhưng lại khiến đốm lửa thiên hành trong người hắn run lên. Tiếng bước chân ngày càng gần, đưa một người bí ẩn xuất hiện trong tầm mắt. Người này đội nón rộng vành, cả người mờ ảo như sương khói hoặc vong hồn. Trong tay còn cầm một cây quyền trượng đang sáng lên. Ai nấy đều nhìn y với vẻ đề phòng. Người bí ẩn chỉ nhìn quanh một lượt rồi hỏi, bây giờ là kỷ nguyên gì? Không ai hiểu gì hết. Kỷ nguyên gì là thế nào? Thấy vẻ mặt họ, người bí ẩn hơi lắc đầu, xem ra đã qua rất lâu rồi. Đại tông dè dặt cất tiếng, tiền bối là người của văn minh nào? Người bí ẩn, văn minh thuật giả. Đại tông nhíu mày. Bởi hắn ta chưa từng nghe cái tên này bao giờ. Cô gái áo trắng và nhóm người đi theo cô ta cũng đều như vậy. Người bí ẩn chỉ lắc đầu, đã mấy chục tỷ năm trôi qua từ ngày hủy diệt, các ngươi không biết về chúng ta cũng là thường. Mấy chục tỷ năm, ai nấy nghe mà hoảng hồn. Văn minh vũ trụ Tu La kéo dài lắm cũng chỉ mới được vài tỷ năm, vậy mà người này nói văn minh thuật giả đã bị hủy diệt mấy chục tỷ năm rồi ư. Sắc mặt Diệp Quân trở nên phức tạp, bởi hắn nhận ra bất kỳ nền văn minh nào cũng chỉ như hạt cát trong dòng sông thời gian của vũ trụ. Người bí ẩn lại nói, trước kia từng có ba người đi đến nơi này, lập giao kèo với ta. Người gần đây nhất đến từ văn minh xâm lâm, đã được ta giúp đạt đến độc khai nhất đạo. Các ngươi có ai biết hắn? Văn minh xâm lâm. Nhận ra người đó là Việt Cổ Thị, Diệp Quân nheo mắt lại. Tầm mắt người bí ẩn lập tức bắn tới chỗ hắn, người biết. Diệp Quân sửng sốt. Tiểu Tháp la lên, cẩn thận, đối phương biết thôi diễn nhân quả đấy. Thôi diễn nhân quả. Diệp Quân càng sinh lòng phòng bị, thẳng thắn đáp trả, đúng vậy. Người bí ẩn, hắn đã chết rồi, mà còn có liên quan đến ngươi. Sóng cuộn trỗi dậy trong lòng Diệp Quân. Má nó, tới nỗi này luôn hả? Những ánh mắt tò mò từ bốn phía bắn tới. Mà cô gái giáp đen đứng cạnh cô gái áo trắng thì nhìn sang với vẻ bực tức. Bởi vì văn minh xâm lâm là đối tượng mà văn minh Tu La muốn tiêu diệt. Chưa kể cô ta còn từng bị xử phạt vì tội để cho văn minh xâm lâm trốn thoát do khinh thường. Đại Tông cũng hiếu kỳ nhìn Diệp Quân. Người bí ẩn không rời mắt khỏi Diệp Quân, liên tục suy diễn hàng loạt hình ảnh trong đầu. Nhưng khi một bóng váy trắng xuất hiện, sắc mặt y bỗng thay đổi, sau đó thân thể nổ tung trong ánh mắt ngạc nhiên của những người khác. Những người khác ngạc nhiên. Tự hỏi y đang làm gì vậy? Diệp Quân cũng không hiểu.
Chợt nghe Tiểu Tháp cười nói, thằng rảnh hơi này suy diễn tới cô hoặc ông nội ngươi rồi. Diệp Quân, tuy người bí ẩn không còn thân xác nhưng linh hồn thì vẫn vẹn nguyên, nhưng cũng đã vô cùng mờ nhạt. Ánh mắt y nhìn Diệp Quân trở nên nghiêm trọng, nhưng vì không ai có thể tiếp cận y bằng thần thức nên mọi người không thấy được điều này, cũng không thấy được hình dạng vốn có của y. Đại Tông bỗng hỏi, ban nãy tiền bối nói lập giao kèo với ba người. Người bí ẩn gật đầu. Đại Tông mở to mắt, chúng ta cũng muốn. Độc khai nhất đạo. Có thể làm được điều này chắc chắn là cường giả, cho dù là ở văn minh Tu La hay văn minh Quân Lâm. Đại Tông chắc chắn không thể giúp ai độc khai nhất đạo, nhưng người bí ẩn này lại đến từ văn minh vũ trụ cấp 4. Chỉ nghe y nói, ta chỉ thực hiện giao kèo lớn, không làm mối nhỏ. Đại Tông nheo mắt, tiền bối nói nghe thử xem. Người bí ẩn cong môi, người qua đây. Đại Tông tỏ vẻ do dự. Người bí ẩn, nếu ta muốn giết ngươi thì không cần dề dà như vậy. Đại Tông mới chịu thi lễ, là vãn bối nông cạn. Rồi nhấc chân đi tới. Người ngoài không nghe thấy bọn họ nói gì. Chỉ thấy sắc mặt Đại Tông thoát cái trở nên khó coi vô cùng. Hắn ta lắc đầu nguầy nguậy với chút tức tối, nhưng sau đó nhanh chóng bình tĩnh lại, hai tay siết chặt, sắc mặt âm u, đan xen giữa lưỡng lự và lo lắng. Không bao lâu sau, hắn ta bình tĩnh trở lại. Người bí ẩn kia mới đưa một chiếc hộp màu đen sang. Đại Tông im lặng nhìn nó trong một khoảng thời gian thật lâu rồi mới đưa tay nhận lấy, sau đó xoay người bước đi. Diệp Quân nhìn theo, biết rằng hắn ta vừa thực hiện một giao kèo trao đổi gì đó với người bí ẩn kia. Đại Tông cất chiếc hộp đi, nụ cười cà lơ phất phơ trước kia biến mất, thay vào là vẻ âm trầm. Người bí ẩn bỗng mỉm cười hỏi cô gái áo trắng, người có muốn lập giao kèo luôn không? Cô ta đáp sau một hồi im lặng, ta đúng là tò mò. Nói rồi đi đến trước mặt y. Cũng như lần trước, người ngoài không nghe thấy họ nói gì. Không lâu sau, cô gái áo trắng nhíu chặt hai hàng lông mày, quả quyết cự tuyệt. Người bí ẩn lại lấy ra một quyển trục lạ lùng, tiếp tục nói gì đó. Cô gái áo trắng nhìn nó. Vẫn lắc đầu như trước rồi thối lui. Người bí ẩn nhìn theo, sắc mặt có chút thay đổi, càng nhiều phần tán thưởng hơn. Bởi vì trên đời có rất ít người giữ vững được bản tâm trước những cám dỗ mời gọi. Thấy cô gái áo trắng quả quyết rời đi, cô gái giáp đen tỏ vẻ muốn nói lại thôi. Văn minh Quân Lâm hôm nay đã nhận được một cơ duyên, đây là điều bất lợi với văn minh Tu La. Bọn họ đều là văn minh vũ trụ gần cấp 4. Tuy cách nhau rất xa nhưng ai cũng biết sau này chắc chắn sẽ có chiến tranh. Nhưng văn minh Quân Lâm hôm nay đã nhận được một cơ duyên từ văn minh vũ trụ cấp 4, đây là điều bất lợi với văn minh Tu La. Cô gái áo trắng vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, không tỏ ra thất vọng, cũng không nói gì, chỉ thoáng liếc nhìn Đại Tông. Người bí ẩn mỉm cười, lại hỏi Nhất Niệm có muốn giao kèo không? Cô ta lập tức lắc đầu. Tọa độ nơi này đã được ghi rõ vào đầu cô ta. Giao kèo ư? Không. Trở về là sẽ hoàn thành nhiệm vụ hủy diệt ngay. Người bí ẩn thấy Nhất Niệm đã quyết ý thì cũng không nhiều lời nữa mà chỉ nhìn cô ta lâu hơn, sau đó chuyển ánh mắt sang thiếu niên đeo đao đứng kế bên. Cậu ta lộ vẻ mong chờ ra mặt, nào ngờ người bí ẩn lại bỏ qua, trực tiếp hỏi Diệp Quân, còn ngươi? Sắc mặt thiếu niên kia xa sầm. Diệp Quân ngẫm nghĩ một hồi rồi nhấc chân đi tới. Đại Tông liếc nhìn hắn một cái rồi nhắm mắt lại, không biết đang suy nghĩ gì. Cô gái áo trắng cũng tò mò nhìn xem thanh niên này sẽ lựa chọn những gì. Ánh mắt thiếu niên đeo đao thì bình tĩnh đến lạ. Bỗng Diệp Quân dừng bước, nói với người bí ẩn, tiền bối, ta có một đề nghị này. Y ngạc nhiên, đề nghị gì? Diệp Quân nghiêm túc nói, vãn bối tự nhận thiên phú không tệ, nhân phẩm khá tốt, vừa nỗ lực lại cố gắng. Nếu tiền bối không chê, vãn bối sẵn lòng tiếp nhận truyền thừa của văn minh thuật giả, một lần nữa đưa nó ra ánh sáng, lấy lại huy hoàng năm xưa. Người bí ẩn kinh ngạc. Mọi người. Đại Tông bất ngờ phá ra cười, má nó. Lần đầu tiên ta thấy có người miêu tả hai chữ ăn cướp một cách cao siêu như vậy. Thiên CMN tài. Cô gái áo trắng thì tỏ vẻ dở khóc dở cười, trong lòng thầm nghĩ tên này đúng là quỷ quyệt. Chỉ có người bí ẩn im lặng nhìn Diệp Quân. Hắn lặp lại, ta nói thật đấy. Người bí ẩn cong môi cười, truyền thừa à. Bọn ta cũng có suy nghĩ này,
nhưng thứ cho ta nói thẳng, người quá yếu, không phải là người bọn ta chọn. Quá yếu? Diệp Quân lắc đầu cười, thế thì đành chịu. Người bí ẩn lại nói, nhưng nếu người muốn, ta đây lại có một dao kèo dành cho ngươi. Diệp Quân tò mò, là gì? Y vung tay, thả ra một luồng sức mạnh bí ẩn bao trùm lấy cả hai, để người ngoài không nghe họ nói gì. Người bí ẩn, ta muốn thứ quý giá nhất ngươi có trên tay, đổi lại ta sẽ giúp ngươi đạt được 10 phần thần tính. Y thoáng dừng lại rồi nói thêm, bằng phương pháp đơn giản nhất. 10 phần thần tính. Phải công nhận, đây là một miếng mồi thơm phương phức. Người thường muốn đi từ 9 phần đến 10 phần thần tính đã khó như lên trời, huống chi một kẻ vừa tới thần đạo cảnh như hắn. Nhưng, thứ quý giá nhất của hắn ư? Diệp Quân hỏi lại, tiền bối muốn gì từ ta? Người bí ẩn chỉ cười, thứ quá giá nhất của ngươi. Ta nói thẳng thế này, ta không biết trong tay ngươi có báu vật gì, nhưng ta biết ngươi có. Diệp Quân khẽ cười rồi lắc đầu. Người bí ẩn, ngươi từ chối. Hắn gật đầu. Người bí ẩn tỏ ra khó hiểu, chẳng lẽ báu vật trong tay ngươi còn quý hơn cả 10 phần thần tính? Diệp Quân cong môi, cũng không phải, nhưng vãn bối cho rằng cảnh giới thì nên đi tới đâu chắc tới đó thì hơn. Người bí ẩn lại hỏi, vậy nếu ta giúp ngươi đạt đến độc khai nhất đạo thì sao? Diệp Quân lập tức nhíu mày, đạt đến độc khai nhất đạo. Gì ghê gớm dữ. Thấy vẻ mặt kinh ngạc tột độ của hắn, người bí ẩn chỉ mỉm cười hỏi, ngươi không tin. Diệp Quân thành thật gật đầu. Độc khai nhất đạo. Trong lòng hắn, người duy nhất có thể đến cảnh giới này chính là tông chủ Tư Phàm Tịnh của quá khứ tông, mà hắn thì không tin cường giả cấp bậc ấy lại phải mượn dùng ngoại vật để thực hiện việc này. Người bí ẩn chỉ cười nói, ngươi hẳn cũng biết cái người đến từ văn minh xâm lâm kia, cũng là độc khai nhất đạo đấy. Diệp Quân hỏi, ta lấy gì để tin tiền bối có thể giúp ta đạt đến độc khai nhất đạo? Người bí ẩn chỉ vươn tay ra, gọi một quyển trục bí ẩn màu đen xuất hiện, đây là một phần truyền thừa võ đạo còn đầy đủ, hay đúng hơn là truyền thừa ký ức. Diệp Quân nhíu mày, truyền thừa ký ức. Người bí ẩn gật đầu, người của văn minh chúng ta có thể sao chép lại ký ức của một cường giả cao cấp, để người sau tu hành có thể trực tiếp kế thừa nó. Sau khi tiếp nhận rồi, con đường ngươi sắp đi đều đã được đi qua, việc tu hành trở nên dễ dàng như hít thở. Diệp Quân, ký ức của cường giả độc khai nhất đạo. Đối phương gật đầu. Sắc mặt Diệp Quân đanh lại, đồng nghĩa với việc sao chép cường giả ư. Hắn kinh hãi vô cùng, bởi vì nếu người bí ẩn này không nói dối thì có nghĩa là văn minh thuật giả có khả năng sao chép phục chế vô số cường giả cao cấp. Kinh. Sao chép. Người bí ẩn cong môi, dùng từ hay đấy. Diệp Quân hỏi, tiền bối, ta không hiểu chỗ này. Theo lý mà nói, văn minh của các vị nếu có khả năng này thì phải có vô vàn cường giả mới đúng, vì sao lại bị hủy diệt? Nụ cười trên mặt người bí ẩn biến mất. Diệp Quân vội bổ sung, vãn bối không có ý xúc phạm, chỉ tò mò mà thôi. Người bí ẩn lại lắc đầu với vẻ phức tạp, là văn minh thiên hành. Văn minh thiên hành. Diệp Quân sửng sốt, là văn minh vũ trụ cấp 5 kia. Người bí ẩn gật đầu. Diệp Quân rơi vào im lặng. Không ngờ thủ phạm tiêu diệt văn minh thuật giả lại chính là văn minh thiên hành. Hắn bèn tò mò hỏi, rốt cuộc bọn họ mạnh đến đâu chứ? Người bí ẩn lắc đầu, không biết. Diệp Quân nhìn sang, thấy y cười khổ, chúng ta còn chẳng nhìn được thấy mặt họ khi bị tiêu diệt cơ mà. Diệp Quân, là lửa thiên hành. Người bí ẩn gật đầu. Diệp Quân chợt nhớ lại đốm lửa đang nằm trong cơ thể mình, nhận ra mình đã đánh giá thấp uy lực của nó. Không ngờ nó có thể hủy diệt cả văn minh cấp 4. Người bí ẩn lại hỏi, người có muốn lập giao ước không? Diệp Quân bèn cười, tiền bối cho rằng báu vật quý giá nhất của ta có thể sánh bằng truyền thừa ký ức này sao? Người bí ẩn, ta nghĩ ta sẽ không bị lỗ. Nhưng Diệp Quân lại lắc đầu. Người bí ẩn, xem ra báu vật của công tử còn quý giá hơn ta tưởng nhiều. Diệp Quân chỉ cười cười, ta luôn cho rằng tu hành nên dựa vào chính bản thân mình, bằng không thì. Cái này ta không nói ngoa, nhưng nếu muốn độc khai nhất đạo thì đã làm được từ lâu rồi. Sau đó hắn ôm quyền, xoay người rời đi. Độc khai nhất đạo ư. Nếu hắn không muốn bỏ công bỏ sức, có lẽ cô váy trắng hoặc ông nội hoàn toàn có thể giúp hắn lên đến cảnh giới này.
Nhưng vậy thì có nghĩa lý gì chứ? Cái gì bản thân lĩnh ngộ được mới là của mình? Với cả, báu vật quý giá nhất của hắn là gì? Là kiếm thanh huyên và tiểu tháp. Dùng hai món ấy đi đổi một phần truyền thừa ký ức ư? Hắn không có óc bã đậu đến vậy. Bỗng hắn nghe giọng nói người bí ẩn vang lên sau lưng, tiểu hữu đợi đã. Diệp Quân dừng bước, xoay lại, thấy y cười nói, nếu ngươi thấy giao dịch này không được thì chúng ta đổi cái khác. Diệp Quân ngẫm nghĩ một hồi, tiền bối thấy ta thế nào? Người bí ẩn hơi ngẩn ra, không ngờ hắn sẽ hỏi câu này, bèn quan sát một hồi, cũng được. Không có tư cách, cũng được, đã là đánh giá rất cao rồi. Bởi vì thời đại của y không thiếu thiên tài ngút trời, người như Diệp Quân thật sự không thể xem như số một, chỉ miễn cưỡng tạm được mà thôi. Cũng được. Hai chữ này khiến Diệp Quân câm nín, nhưng rồi hắn nhanh chóng hiểu ra. Bởi vì đối phương đã gặp gỡ quá nhiều thiên tài và yêu nghiệt. Phải chơi ác mới được. Diệp Quân ngoái nhìn Đại Tông và những người khác phía sau, hỏi người bí ẩn tiền bối có thể che chắn một chút không? Y nhìn theo. Gật đầu, được. Y vung tay lên, thả ra một thứ sức mạnh bí ẩn bao trùm cả hai, rồi nhìn Diệp Quân bằng ánh mắt tò mò và nghi hoặc. Hắn chỉ gọi kiếm thanh huyên xuất hiện, đưa đến trước mặt y. Người bí ẩn có một giây sững sờ. Diệp Quân quan sát y, tuy đề phòng nhưng cũng hiểu được đạo lý không vào hang cọp thì sao bắt được cọp con. Người bí ẩn vươn hai ngón tay ra, muốn chạm vào kiếm thanh huyên nhưng rụt lại, hỏi Diệp Quân ta được phép chứ? Hắn gật đầu, y mới đặt tay lên thân kiếm, truyền vào một thứ sức mạnh bí ẩn. Kiếm run lên, hất ngón tay y ra. Người bí ẩn ngạc nhiên vô cùng, bèn hỏi kiếm này do ai tạo. Diệp Quân chỉ vào mình. Người bí ẩn lắc đầu, không thể nào. Diệp Quân đen mặt nói, ý là người nhà ta làm. Người bí ẩn im lặng hồi lâu mới nói, nếu thanh kiếm này là báu vật quý giá nhất của ngươi, truyền thừa ký ức của ta quả thật không sánh bằng. Y nhìn hắn với ánh mắt phức tạp, tiểu hữu đúng là không hề tầm thường đấy. Diệp Quân ôm quyền, tiền bối, vãn bối lấy kiếm này ra không có ý đồ gì khác, chỉ muốn kết thiện duyên mà thôi. Tuy ta hiện còn nhỏ yếu, không đủ để tiền bối đặt vào mắt, nhưng vãn bối tin rằng chỉ cần nỗ lực, không lâu sau là có thể đỡ đần giúp tiền bối. Người bí ẩn im lặng. Y đương nhiên nhận ra người này muốn gì. Rõ ràng là muốn cướp trắng đồ chứ còn gì nữa. Bèn không khỏi dở khóc dở cười. Đúng là muốn dùng tay không bắt hổ, không để mình bị thiệt thòi. Nhưng nếu đổi góc độ suy nghĩ, thì thanh niên này về sau tuyệt đối sẽ bất phàm, cớ gì mà không kết thiện duyên ngay lúc này. Nghĩ vậy, người bí ẩn mỉm cười, vươn tay đẩy một chiếc nhẫn sang cho Diệp Quân, trong này có một con hình nộm thuật giáp được tạo thành từ chất liệu đặc biệt, cường giả độc khai nhất đạo cũng khó mà thương tổn nó, có thể giúp tiểu hữu bây giờ. Diệp Quân mừng rơn, vội nhận lấy, đa tạ tiền bối. Người bí ẩn cười cười, nếu ta đoán không nhầm thì tiểu hữu còn một báu vật khác đúng không? Diệp Quân gật đầu, giấu giếm trước cường giả bực này cũng vô dụng, tốt nhất nên thành thật. Người bí ẩn, quả nhiên. Rồi y nhìn chín quan tài máu đằng sau, hỏi tiểu hữu có thể giúp ta chuyện này không? Giúp đỡ. Diệp Quân nheo mắt, cười khổ trong lòng. Thầm nghĩ quả nhiên trên đời không có gì miễn phí. Người bí ẩn, ta muốn tiểu hữu giúp ta trông nom. Một quan tài máu. Y không đợi Diệp Quân nói gì mà vung tay, gọi một quan tài bay vụt tới. Diệp Quân lẳng lặng quan sát nói. Người bí ẩn, nếu tiểu hữu thấy khó thì có thể từ chối. Diệp Quân cười trừ. Từ chối ư? Ban nãy còn nói sau này sẽ giúp đỡ đần mà bây giờ đã từ chối. Hắn không làm vậy được. Thôi, ai bảo nhận quà của người ta làm gì? Thế là hắn hỏi, bên trong là gì vậy tiền bối? Người bí ẩn cười, chừng nào đến lúc, tiểu hữu sẽ biết. Diệp Quân im luôn. Người bí ẩn, yên tâm, vật bên trong tuyệt đối sẽ không làm hại tiểu hữu, ta có thể cam đoan. Diệp Quân gật đầu, được. Vì lý do an toàn, hắn không thu quan tài vào tiểu tháp mà đặt vào trong nhẫn. Rồi hắn lại sực nhớ mà hỏi, các tiền bối không thể rời khỏi đây ư? Người bí ẩn gật đầu. Diệp Quân, vì sao? Người bí ẩn, vì chúng ta quá mạnh, một khi rời đi mà không có phòng ấn che giấu sẽ dẫn lối cho văn minh thiên hành đến đây.
Diệp Quân gật gù, ta hiểu rồi. Người bí ẩn mỉm cười, vung tay giải trừ cấm chế. Diệp Quân ôm quyền chào y rồi xoay người đi. Những người khác phát hiện 9 quan tài đã biến thành 8 thì nhìn hắn chằm chằm. Thiếu một cái rồi. Chắc chắn Diệp Quân đang giữ nó. Ai nấy đều ôm tâm tư khác nhau. Bọn họ muốn có được quan tài máu nhưng lại không dám cướp trắng trợn, bởi đây là văn minh vũ trụ cấp 4 cho dù đã suy bại, mà không ai có thể nhìn thấu người bí ẩn này nên không dám đắc tội. Nhưng Diệp Quân thì không phải người của văn minh cấp 4. Đại Tông liếc nhìn Diệp Quân rồi nhắm mắt lại. Kể từ sau khi giao dịch cùng người bí ẩn, hắn ta bỗng trưởng thành hơn rất nhiều. Cô gái áo trắng thì nhìn Diệp Quân với vẻ tò mò, rất muốn biết hắn đã làm giao dịch gì với người bí ẩn. Cô gái giáp đen thì không rời mắt khỏi Diệp Quân, không biết đang nghĩ gì. Diệp Quân trở lại mỉm cười với Nhất Niệm, nhận lại được một nụ cười tuy chỉ có nửa mặt nhưng vẫn rạng rỡ. Bỗng người bí ẩn kia nói, chư vị giải tán đi thôi. Người đàn ông đeo đao bỗng lập cập bước tới trước, tiền bối, vãn bối cũng muốn giao dịch. Người bí ẩn chỉ lắc đầu, người không có tư cách. Mọi người. Người đàn ông giận dữ vung tay chỉ Diệp Quân, cảnh giới thấp như hắn mà cũng có thể giao dịch, vì sao vãn bối lại không thể? Rõ ràng là không phục. Người bí ẩn chỉ liếc nhìn Diệp Quân một cái, không trả lời gì mà biến mất. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 77.